Ok, thôi rồi chúng ta bắt đầu nhá. Trước hết thì mình rất là cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian của buổi tối cuối tuần để các bạn có thể tham dự cái buổi học giới thiệu về Data Science, Machine Learning, Deep Learning này của mình. Mình biết là thường chủ nhật thì mọi người sẽ đi chơi hoặc là dành thời gian với gia đình. Rất là cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian quý báu để các bạn tham gia cái buổi học này. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu qua một chút về bản thân mình để nếu mà tại vì mình biết là có thể là có những bạn mà các bạn chưa từng xem video của mình bao giờ hoặc là các bạn chưa từng biết mình là ai thì mình muốn giới thiệu qua một chút. Mình tên là Việt. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Berlin, Đức. Ngày trước thì hồi còn ở Việt Nam thì nhà mình thì ở Hà Nội, nhà mình ngay gần trường Bách Khoa. Ngày xưa thì mình học Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa Công nghệ thông tin. Sau thì mình tốt nghiệp năm 2014. Sau thì 2015 mình sang Đức, mình bắt đầu học chương trình thạc sĩ ở Đại học Kỹ thuật Munich. Đến 2018 thì mình ra trường. Sau thì từ khoảng tháng 5 2018 mình lên Berlin và mình sinh sống và làm việc ở Berlin cho đến bây giờ. Thì trong khoảng thời gian 5 năm vừa rồi mình đã làm trong khoảng thời gian 5 năm vừa rồi thì mình đã làm ở rất nhiều cái công khoảng 5 công ty khác nhau về những cái vị trí như là Data Scientist này, Machine Learning Engineer, Deep Learning Engineer và bây giờ thì mình đang là Senior AI Engineer. Công ty hiện tại của mình thì làm về lĩnh vực thể thao, nó về lĩnh vực Sports Broadcasting. Thế. Mình thì trong thời gian cuối tuần thì mình hay mở những cái lớp dạy online. Trong cái buổi này thì mình không muốn gọi đây là một buổi dạy, mình coi như đây là một buổi chia sẻ đi thì hơn. Thì mình muốn chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến Data Science, Machine Learning dành cho những cái bạn nào mà các bạn đang có ý định, các bạn đang có ý muốn, các bạn tìm hiểu về cái mảng này. Thì như mình biết ở Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây thì mình nghĩ là cái hướng AI này, Data Science, Machine Learning nó trở nên rất là hot rồi. Thì ví dụ như cái hồi mà mình mới rời Việt Nam thì hồi đấy ở Việt Nam không có nhiều trường đại học có những ngành liên quan đến kiểu data science AI, nhưng mà bây giờ thì mình thấy rất là nhiều trường có rồi. Thế nên là mình rất là muốn coi như là cái buổi này coi như là một cái góc nhìn của một người đang sinh sống ở nước ngoài thì mình hy vọng là nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái góc nhìn khác đi, nhá. Ok, thôi rồi chúng ta sẽ vào nội dung chính nhá. Đầu tiên thì mình muốn nói qua một chút về tổng quan về machine learning cũng như là data science. Chúng ta nghe đến những cái từ machine learning, AI, data science rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mình muốn giúp các bạn cắt nghĩa những cái từ này để cho các bạn hiểu những cái từ này nó có nghĩa là gì. Đầu tiên thì các bạn nhìn nhá, ở đây chúng ta có hai cái hình đúng không? Ở đây chúng ta có hai cái sơ đồ Venn. Các bạn hãy nhìn vào cái sơ đồ bên trái trước. Đây là cái sơ đồ nó thể hiện cái mối quan hệ giữa AI, machine learning, deep learning và data science đúng không? Chúng ta có bốn cái vòng tròn. Thế bây giờ đầu tiên các bạn bỏ qua cái vòng tròn về data science đi. Chúng ta chỉ nhìn về ba cái vòng tròn kia thôi. Thì các bạn thấy là cái vòng tròn ngoài cùng. Xin lỗi các bạn thấy cái vòng tròn ngoài cùng, cái vòng tròn lớn nhất nó là vòng tròn về artificial intelligence hay là vòng tròn về AI. Thì AI là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo các bạn có thể hiểu nôm na nó là trí tuệ của con người được mô phỏng, thể hiện và sử dụng bởi máy tính. Thì AI nó là một cái lĩnh vực của khoa học máy tính, nó tập trung vào việc giúp cho máy tính có trí thông minh riêng, có khả năng hoạt động, phản ứng và làm việc giống như con người. Từ đó thì nhằm giúp cho máy tính có thể thực hiện được các cái công việc khác nhau trước đây được thực hiện bởi con người với độ chính xác cao hơn này, đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn. Đúng không các bạn thấy là ví dụ chúng ta là con người đúng không? Tất cả những cái task mà chúng ta ví dụ những cái task mà bây giờ AI nó làm ấy, con người cũng có thể làm nhưng mà do là con người chúng ta có những cái hạn chế nhất định, đó là chúng ta một ngày chúng ta cũng không thể nào chúng ta làm 24 trên 24 giờ được đúng không? Chúng ta là những cái cỗ máy người ta gọi là vui là chạy bằng cơm đúng không? Chúng ta cũng không thể nào mà làm cả ngày được. Và nhiều khi có những cái cùng một cái task đấy nhưng mà những cái hôm nào mà chúng ta vui, chúng ta có cái mood nó tốt thì chúng ta sẽ làm tốt, còn những hôm khác chúng ta sẽ làm nó không được tốt bằng đúng không? Máy móc thì nó không bị như vậy, nó không bị chi phối bởi cảm xúc, nó làm trăm hôm như một đúng không? Thì đây là cái ưu điểm của máy tính. Tiếp theo chúng nói về những cái ứng dụng của AI. Những cái ứng dụng của AI thì nó vô cùng đa dạng và nó được áp dụng ở nhiều những cái lĩnh vực khác nhau như là kinh doanh này, pháp luật này, giao thông này, giáo dục này, rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Thế đấy là cái về AI. Thế bên trong các bạn thấy có một cái vòng tròn màu cam nhỏ hơn. Đây là cái vòng tròn về machine learning. Machine learning thì ra tiếng Việt nó nghĩa là học máy. Machine learning thì nó là một cái lĩnh vực con của AI. Machine learning sử dụng các cái thuật toán cho các cái phép cho máy tính để có thể cho phép máy tính là có thể học được từ dữ liệu cách để có thể thực hiện công việc thay vì được lập trình một cách tường minh. Thế nào là lập trình một cách tường minh? Mình nói ví dụ như này. Bây giờ nhá, giả sử các bạn lại thiết kế một cái app cho phòng gym đi đúng không? Để làm sao cái app này nó sẽ giúp cho người dùng, tức là cái người mà đến tập gym ấy, hàng ngày người ta đến thì cái app này nó sẽ gợi ý cho người ta là người ta nên tập bài tập gì hôm nay.
Thì bây giờ nha, có hai cái hướng tiếp cận này. Một cái hướng tiếp cận là các bạn lập trình cứng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn sẽ fix cho cái mô hình đấy, tức là cứ là ngày mùng 1 thì mô hình nó sẽ bảo là nên tập bài này, mùng 2 nên tập bài kia, mùng 3 nên tập bài nữa nữa, tức là một tháng có 30 ngày thì mỗi một ngày các bạn sẽ cố định cho là cứ đúng cái ngày này thì mô hình nó sẽ gợi ý cho cái người tập, người ta tập đúng một cái bài, bất kể người ta là nam hay là nữ, người ta đã từng tập lâu rồi hay là người ta mới tập, hay là bất kể một cái gì liên quan đến thể trạng người ta, chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm là đúng cái ngày hôm đấy thì chúng ta sẽ cái máy đấy nó sẽ gợi ý cho khách hàng là tập cái bài tập này. Thì đây là lập trình tự minh. Thì nếu mà nói về mặt lập trình mà nói nhá, các bạn nào mà đã từng lập trình rồi, các bạn thấy hiểu đơn giản là như rồi, thì nó chỉ đơn giản là các bạn làm một cái vòng lặp if else if else if else, đúng không? Cứ làm các bạn đủ đủ 30 chữ if else thế là xong, đúng không? Thế thì cái cách tiếp cận này nó là AI nhưng nó không phải là machine learning. Vì sao? Tại vì như mình vừa nói, machine learning là sử dụng các cái thuật toán cho phép máy tính có thể học từ dữ liệu cách để thực hiện các cái công việc, thay vì lập trình cái tự minh, đúng không? Lập trình tự minh là chúng ta đã chỉ rõ là nó phải làm gì làm gì làm gì làm gì rồi. Thế nên là đây là cái sự khác biệt giữa AI và machine learning, tức là machine learning nó là một cái tập con của AI nhưng không có nghĩa là cứ cái gì là AI nó sẽ là machine learning. Thì ở đây mình cho các bạn cho mình hỏi một câu hỏi này nhá. Các bạn cho mình hỏi một cái câu hỏi này. Ở đây có bạn nào đã từng xem video của bạn Dũng lại lập trình rồi? Bạn nào mà xem rồi các bạn cho mình số 1. Còn bạn nào mà chưa xem bao giờ các bạn cho mình số 0. Ai đã từng xem video của Dũng lại lập trình rồi? Ok rồi đúng không, để dành cho những bạn nào mà các bạn chưa xem bao giờ, đúng không? Dũng mà đấy là một cái bạn rất là giỏi, bạn ấy đang đang làm tiến sĩ ở đại học, mình không nhớ tên đại học, ở Úc. Tâm ấy rất là giỏi, bạn cũng như cũng xem 91 thì phải, bạn ấy cũng làm về lĩnh vực AI. Thế thì Dũng rồi ngày xưa ấy, kênh YouTube của Dũng thì có khoảng như là hơn 300 lượt sắp, hơn 300.000 lượt sắp đúng không? Rất là nhiều, các bạn có thể lên các bạn xem. Thì Dũng cái hồi mà mới ra kênh YouTube ấy, Dũng có một cái video là, các bạn có nhớ là Dũng có một cái video là hướng dẫn lập trình AI để chơi kèo lá đấm không? Đấy thì mình thấy cái video đấy có rất là nhiều, tức là cái lúc mà Dũng share cái video đấy lên những cái group trên Facebook ấy, có rất là nhiều bạn comment ở dưới là toàn kiểu gì if else đến chết hay là cái gì đấy đúng không? Thì thật ra này, tức là nhá, về mặt dùng câu từ thì Dũng hoàn toàn Dũng chẳng sai gì cả, chỉ có if else như thế, tức là if else tức là so sánh giữa người với cả máy ra kèo ra đấm thì như thế thôi, nó cũng đã là AI rồi đúng không? Chỉ có là đấy là lập trình tự minh, tức là nó là AI nhưng mà nó không phải là machine learning. Thế nếu mà giả sử Dũng mà đặt tên cái video là lập trình machine learning model chơi kèo lá đấm chẳng hạn thì nghĩa là sai, nhưng mà Dũng nói là lập trình AI thì hoàn toàn đúng. Đấy, tức là chúng ta rất là nhiều người chúng ta bị ảnh hưởng bởi những, hầu hết là không phải chỉ các bạn đâu mà kể mình ngày xưa cũng thế, trước khi mình học AI, tức là chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái việc là chúng ta xem những cái phim của Hollywood, những cái phim của Mỹ đúng không? Chúng ta xem là những cái ấy, chúng ta cứ nghĩ là AI nó phải là một cái cỗ máy gì ấy, nó làm được cái việc nó rất là siêu việt, nó phải làm những cái việc mà giống con người hoặc thậm chí nó làm tốt hơn con người. Nhưng mà thật ra cũng không phải như vậy. AI nó bao gồm cả từ những cái thứ đơn giản nhất, có nghĩa là những cái thứ mà chúng ta lập trình những cái vòng lặp các thứ thôi, tức là miễn làm sao các bạn lập trình cho máy tính nó làm được cái việc thay cho con người thì đó nó là AI rồi. Nó không cần phải một cái gì nó là cao siêu, không cần phải đến mức như là kiểu ChatGPT hay là Midjourney, tức là những cái chương trình rất là đơn giản thôi mà nó giúp cho cái việc là nó thay thế, nó tự động hóa cái công việc dành cho con người thì đó nó cũng đã là AI rồi. Thế chỉ có là machine learning thì nó là một cái lĩnh vực con, nó thiên về cái việc là nó giúp cho mô hình có khả năng suy suy luận này, phân tích đánh giá này, thay vì là chúng ta phải chỉ rõ từng cái case một. Thế bây giờ các bạn có thể so sánh một cái ví dụ này nhá. Bây giờ giả sử bây giờ mình muốn xây dựng một cái mô hình mà để làm sao mô hình này có thể dự đoán được giá nhà của Việt Nam đúng không? Thế thì dự đoán của giá nhà chúng ta có những cái thông tin gì? Chúng ta có những thông tin ví dụ như là căn nhà này nó có diện tích là bao nhiêu này, nó có bao nhiêu tầng này, vị trí nó ở đâu, ví dụ nó ở quận huyện thành phố nào này đúng không? Thế bây giờ có hai trường hợp như này. Một là chúng ta theo cái hướng tiếp cận non machine learning, tức là những cái hướng tiếp cận mà không phải là machine learning, thì chúng ta sẽ phải chỉ ra tất cả những cái trường hợp cụ thể cho cái mô hình của chúng ta. Ví dụ là các bạn để ý này, ví dụ là một căn nhà có thể có từ 10 cho đến 100 mét vuông đúng không? Nhà có thể cao từ 1 đến 5 tầng này. Việt Nam mình cứ coi như là đúng không? Có 64 tỉnh thành phố đi đúng không? Cứ coi như là có 50 đi cho tròn đúng không? Mỗi tỉnh thành phố chúng ta lại có 50 quận. Chúng ta có 10 quận. Mỗi quận chúng ta lại có 10 con phố chẳng hạn đúng không? Thì các bạn nhân sơ sơ qua là các bạn đã có bao nhiêu? 90 này của diện tích này nhân với 5 của tầng này, nhân với 50 của thành phố này, nhân với 10 quận mỗi thành phố và nhân với
10 phố mỗi quận, các bạn đã có khoảng hơn 2 triệu khả năng rồi. Thì có nghĩa là nếu mà các bạn theo cái cách tiếp cận non machine learning thì các bạn phải chỉ ra cho cái mô hình của các bạn đủ tất cả hơn 2 triệu cái trường hợp này, để khi mà các bạn đem cái mô hình nó đi triển khai thì nó gặp một cái căn nhà nào, nó sẽ xem cụ thể xem là cái từng cái chỉ số một, tức là diện tích bao nhiêu này, số tầng bao nhiêu này, vị trí bao nhiêu, nó sẽ xem là tương ứng xem là trong cái bộ data nó sẽ tương ứng với cái giá nhà bao nhiêu thì nó sẽ trả lại. Thì đấy là cách tiếp cận về non machine learning. Thế nếu mà cách tiếp cận sử dụng machine learning nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải chỉ ra cho mô hình toàn bộ hơn 2 triệu khả năng có thể xảy ra này. Chúng ta chỉ cần chỉ ra nó một cái trường hợp nhỏ thôi. Ví dụ chúng ta chỉ cho nó được, tức là chỉ huấn luyện nó với khoảng 10.000 trường hợp thôi. Tức là chúng ta có dữ liệu về 10.000 căn nhà, đúng không? Chúng ta có những cái thông tin về diện tích căn nhà, số tầng căn nhà, vị trí của nó, đúng không? Chúng ta chỉ có 10.000 cây thôi, thì tất nhiên là 10.000 cây này nó sẽ không thể nào mà nó cover hết tất cả những cái trường hợp nó có thể xảy ra trong tương lai được, đúng không? Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta huấn luyện cái mô hình với lại cái ứng dụng với cái tập dữ liệu này, thì trong cái quá trình huấn luyện mô hình nó đã có thể học được cách, tức là nó có thể học được cái mối liên hệ giữa diện tích này, số tầng này, vị trí này với cái giá của căn nhà đấy, đúng không? Thì sau khi này khi mà các bạn đem nó đi triển khai thì cái mô hình dù nó gặp một cái căn nhà nó mới, căn nhà nó chưa từng gặp bao giờ trong quá khứ, một cái căn nhà mà tất cả những cái số liệu về diện tích, số tầng và vị trí nó hoàn toàn nó chưa được gặp bao giờ, nhưng nó có thể dựa vào những cái kiến thức nó đã từng được học để nó có thể đưa ra cái dự đoán. Cái machine learning ý, nó cái ý tưởng về machine learning nó cũng bắt chước cái việc mà cách mà con người chúng ta học vậy. Các bạn cứ để ý mà xem, ngày xưa các bạn đi học, ví dụ các bạn đi học cấp 3 đi, đúng không? Các bạn học môn toán chẳng hạn, đúng không? Ví dụ là các bạn học những cái bài tập về ví dụ khảo sát hàm số này, đúng không? À, hình học này, à, đạo hàm, tích phân các thứ, đúng không? Các bạn nghĩ mà xem, trong cái quá trình các bạn 3 năm các bạn học cấp 3 ấy, các bạn có làm nhiều đến mấy nữa thì các bạn cũng chỉ làm được một phần các cái bài tập thôi, đúng không? Các bạn không thể nào mà các bạn làm hết những cái bài tập liên quan đến khảo sát hàm số được, không thể nào các bạn làm hết những cái bài tập hình học được, các bạn cũng không thể nào mà làm hết những cái bài tập liên quan đến đạo hàm hay là tích phân được. Các bạn chỉ làm nhớ có thể. Các bạn làm để làm gì? Các bạn làm để các bạn quen với cái cách mà thực hiện cái bài toán đi thôi. Các bạn biết là với bài toán tích phân thì các bạn phải làm gì, đạo hàm phải làm gì, khảo sát hàm số để làm gì, đúng không? Khi mà các bạn đi thi tốt nghiệp cấp 3 hoặc là các bạn khi thi vào đại học ấy, cái đề thi đại học của các bạn, tất cả những cái câu hỏi trong đấy sẽ đều là những cái thứ mà lần đầu tiên các bạn nhìn thấy trong đời, đúng không? Các bạn cứ nghĩ mà xem, ngày xưa lúc các bạn thi đại học ấy, đúng không? Cái đề đại học có phải là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy những cái câu đấy, đúng không? Tuy nhiên, tuy là các bạn chưa từng gặp nó bao giờ, nhưng các bạn đã từng được huấn luyện, các bạn đã từng được học với những cái thứ nó tương tự như thế rồi, đúng không? Ví dụ là câu đạo hàm với câu tích phân trong đề thi đại học, chắc chắn là các bạn chưa bao giờ các bạn gặp trong đời, nhưng lúc trước các bạn đã ôn những cái bài tương tự như vậy rồi. Thì từ cái việc mà các bạn học giải cách, các bạn học cái cách giải những cái bài tương tự như vậy trong quá khứ, thì bây giờ lúc mà các bạn thi, các bạn có thể giải được những cái bài trong đề thi, đúng không? Thì cách mà mô hình trong machine learning nó hoạt động nó cũng y chang như vậy, và nó mimic, nó mô phỏng lại cách mà con người chúng ta hoạt động. Rồi, thế các bạn nhìn này, bên trong cái vòng tròn machine learning chúng ta có một cái vòng tròn bé nữa, nó là vòng tròn về deep learning, đây là học sâu. Deep learning nó là một cái lĩnh vực con của machine learning. Thì deep learning nó là một cái loại machine learning đặc biệt được lấy cảm hứng từ cái chức năng của các cái tế bào não của chúng ta, được gọi là mạng thần kinh hay là gọi là neural network. Deep learning nó đòi hỏi rất là nhiều dữ liệu, cũng như là đòi hỏi cái sức mạnh tính toán rất là lớn so với machine learning. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái mô hình deep learning nó chỉ hiệu quả khi mà các bạn có rất rất nhiều dữ liệu mà thôi. Đấy là một điều kiện. Và điều kiện thứ hai là các bạn có máy, tức là các bạn có thể gọi là có server hoặc có máy, tức là các bạn có cái nơi để các bạn train mô hình. Những cái mô hình của deep learning nó yêu cầu về phần cứng rất là cao, tức là nó yêu cầu là các bạn phải có card đồ họa hay là graphic card. Thế nếu mà các bạn không có graphic card, các bạn train những cái mô hình trong deep learning nó rất là lâu, nó có thể tốn cả hàng tháng trời để nó có thể huấn luyện được xong cái mô hình. Thế thì tuy là deep learning nó có những cái yêu cầu đòi hỏi như vậy, tức là dữ liệu nhiều này, khả năng tính toán cũng nhiều này, nhưng mà bù lại thì deep learning nó giải quyết được các cái bài toán phức tạp hơn rất là nhiều so với các cái phương pháp machine learning thông thường. Và các bạn thấy là có rất là nhiều cái ứng dụng của deep learning xung quanh chúng ta. Các bạn nào mà các bạn đã dùng ChatGPT rồi hoặc là các bạn dùng Midjourney rồi, các bạn thấy đây chính là những cái ứng dụng của deep learning. Thế thì deep learning nó là cái mảng con gọi là nổi bật nhất của machine learning. Rồi thì sau khi chúng ta nói về ba cái vòng tròn vừa rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về cái vòng tròn data science. Các bạn nhìn nhá, cái data science ấy nó không phải là một cái lĩnh vực đơn lẻ tách rời so với AI, machine learning hay là deep learning, mà nó có những cái sự giao thoa nhất định. Thế các bạn nhìn sang cái hình bên phải nhá, cái diagram bên phải các bạn có ba cái vòng tròn lớn. Thì các bạn nhìn này, data science nó là một cái sự giao thoa của một vài những cái lĩnh vực khác nhau, bao gồm là computer science này, mathematics này và domain expertise, đúng không? Computer science thì chính là cái công nghệ thông tin ấy, tiếng Việt mình gọi là công nghệ thông tin, nhưng mà ra nước ngoài nó gọi là khoa học máy tính, đúng không? Mathematics thì là toán, còn domain expertise nó chính là cái mà
kiến thức về cái chuyên ngành, kiến thức về cái lĩnh vực đấy. Các bạn nhìn này, bất kể các bạn có học những cái khóa học ở đâu, các bạn có học khóa học ở các cái trường đại học này, các bạn có học khóa học của trên mạng online này, các bạn học khóa học của người khác dạy, hay là các bạn học khóa học của mình dạy nữa, thì dù các bạn học ở đâu nữa thì người ta chỉ có thể trang bị cho các bạn kiến thức về hai cái vòng tròn màu đỏ và màu vàng thôi. Có nghĩa là người ta chỉ có thể trang bị cho các bạn kiến thức về computer science và mathematics mà thôi. Thế còn cái kiến thức về domain expertise ấy, nó là cái thứ mà các bạn sẽ chỉ có thể được học, các bạn sẽ chỉ có thể được tích lũy khi mà sau này các bạn đi ra ngoài, các bạn làm việc, các bạn đi làm cho cái công ty. Ví dụ các bạn làm trong lĩnh vực ngân hàng này, bảo hiểm này, y tế này, đúng không? Thì khi mà các bạn làm việc trong cái lĩnh vực nào thì các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ được tích lũy cái domain expertise này qua cái quá trình các bạn làm việc, qua cái quá trình các bạn học hỏi từ những người senior, những người đồng nghiệp mà người ta vào trước các bạn, đúng không? Thì đây là cái data set, nó là cái sự giao thoa của ba cái này, trong đó thì hai cái mà các bạn có thể chuẩn bị trước ngay từ lúc các bạn đang còn trên ghế nhà trường, và một cái là các bạn sẽ chỉ có thể được học, các bạn chỉ có thể tích lũy khi mà các bạn đi làm mà thôi. Rồi, nha, các bạn hãy quay lại sang cái hình bên trái, các bạn thấy là cái data set nó overlap, tức là nó có giao với ba cái mảng kia, là vì sao lại như vậy? Tại vì data science ấy, nó là một cái lĩnh vực dành cho đa ngành. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một data scientist có thể được làm ở nhiều những cái ngành khác nhau. Data scientist có thể làm trong những lĩnh vực ngân hàng, có thể làm trong lĩnh vực game, có thể làm trong lĩnh vực y tế, có thể làm trong lĩnh vực bảo hiểm, hoặc là như mình có thể làm trong lĩnh vực thể thao. Thế thì nhưng mà dù nó làm ở trong lĩnh vực nào khác thì nó cũng dựa trên những cái công cụ nằm trong phạm vi của AI, machine learning cũng như là deep learning. Có nghĩa là gì? Tại ví dụ là một trong những cái công việc rất là phổ biến của data scientist đó là chúng ta phải xây dựng nên những cái predictive model, có nghĩa là những cái model, có nghĩa là những cái model nó dự đoán một cái giá trị gì đó. Ví dụ là model dự đoán doanh thu của tháng sau này, đúng không? Hoặc là model dự đoán xem là số lượng người chơi một cái game nó là bao nhiêu chẳng hạn, hoặc một cái model dự đoán xem là cái rủi ro mạo hiểm như nào thế chẳng hạn, đúng không? Thì data scientist có thể làm được ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Thế nên là, và ở trong cái lĩnh vực này nó đều dùng những cái công cụ của machine learning với deep learning, nên là các bạn thấy là nó có giao nhau như thế này. Ngoài ra thì cũng có những cái thứ của data science mà nó nằm ngoài cái vòng của deep learning cũng như là machine learning hay là AI. Ví dụ những cái như là liên quan đến data visualization này, tức là liên quan đến trực quan hóa dữ liệu này, những cái thứ liên quan đến thống kê này, những cái thứ liên quan đến kiểm định này, thì những cái thứ này nó là của riêng data science, nó không có giao với ba cái vòng tròn kia. Thế do phần lớn thời gian làm việc data science cần làm việc với rất là nhiều dữ liệu và thường xuyên phải sử dụng các cái kỹ thuật của machine learning cũng như là deep learning, thế là có hai cái role, có hai cái job title mà có công việc có dạng rất là nhiều điểm tương đồng, đó là data scientist và machine learning engineer. Đặc biệt là sau này nếu mà các bạn làm những cái startup ấy thì thường hai cái job của những cái nhiệm vụ của hai cái task này, của hai cái job này nó không có khác biệt nhau nhiều đâu. Bản thân mình ngày xưa mình làm, ví dụ công ty trước của mình trong cùng một team AI, công ty mình có hai người là data scientist, hai người là machine learning engineer, mà bọn mình làm việc nó chả khác gì nhau cả, những cái task là nó hoàn toàn như nhau. Thế OK, phần đầu tiên này nó là phần về tổng quan về machine learning cũng như là data science. Mình muốn hỏi một tí là có bạn nào có câu hỏi gì về cái phần đầu tiên này không nhỉ? Bạn nào có câu hỏi gì các bạn có thể. Cho em hỏi xíu là cái thực sự trên sản xuất thì thường thường đó là cái data sản nó là chỉ là một phần nhỏ trong cái AI thôi đúng không ạ? Nó không phải nhá, gọi nó là phần nhỏ thì cũng không hẳn, tại vì các bạn nhìn như cái này nhá. Data science nó không phải là một cái tập con của AI, nó chỉ là một cái tập nó giao với AI thôi. Có nghĩa gì? Data science nó sẽ dùng những cái công cụ trong AI để nó giải quyết bài toán, như mình nói ví dụ là xây dựng mô hình chẳng hạn. Có những cái thứ nó nằm ngoài AI mà nó nằm trong data science, như là mình nói ví dụ là trực quan hóa dữ liệu, đúng không? Các bạn vẽ ra những cái biểu đồ, đúng không? Các bạn để các bạn so sánh dữ liệu, các bạn so sánh mô hình chẳng hạn, đúng không? Những cái đấy là thứ nó nằm ngoài AI. Thế data science nó hoàn toàn nó không phải là một cái mảng con của AI, nó chỉ dùng công cụ của AI mà thôi. Giờ tôi hỏi là cái hướng có cái objective cuối, cái mục ultimate cái ultimate objective của dissertation nó khác gì so với ultimate AI vậy? Bạn có thể nói từ tiếng Việt được không? Bạn nói từ gì nhỉ? Có nghĩa là cái mục tiêu cuối cùng của dissertation nó cái mục Nhá. tiêu của dissertation Ừ. nó khác gì so với. Nhá các bạn này, nhá. Data science nhá, tôi mình nói về hãy nói về data scientist đi. Công việc của data scientist là gì? Để có thể giúp, tức là một cái task rất là phổ biến là gì? Để giúp cho công ty có thể đưa ra những cái dự đoán trong tương lai, tức là dựa vào dữ liệu hiện tại đưa ra những cái dự đoán, đưa ra những cái giá trị trong tương lai. Thế còn AI thì nó là AI thì các bạn có hiểu nó là một cái mảng thì hơn, tức là một cái mảng, tức là những cái thứ mà chúng ta làm cho máy tính, làm những công việc thay cho con người. Đấy, đúng không? Thì hai cái nó có những cái định nghĩa nó khác nhau và cái cách sử dụng nó cũng khác nhau. Data science nó chỉ là như tức là data science nó
hầu hết những cái task của, tức là một phần lớn những cái task của data science, tức là những cái thứ mà liên quan đến xây dựng mô hình dự đoán ấy, tất cả những cái đấy nó đều là những cái công cụ của machine learning hoặc là deep learning, mà nó là cái tập con của AI. Thế là các bạn thấy là data science và AI nó có mối quan hệ nó rất là lớn thôi. Nhiều trường nó có những ngành gọi là AI hoặc là data science thì nội dung học nó cũng không khác biệt nhau quá là nhiều, thì chính là vì tại vì cái phần nó giao nhau nó rất là lớn, còn cái phần nó khác nhau, cái phần mà như mình nói ấy, nằm về data science mà không nằm về AI ấy, thì cái phần này nó khá là nhỏ, tức là liên quan đến kiểm định giả thuyết này, thống kê này, nó đây là những cái thứ mà liên quan đến toán này, và những cái thứ ví dụ là đấy như là trực quan hóa dữ liệu này, mô phỏng dữ liệu đấy, thì đây là những cái thứ mà nó nằm ngoài. Thế em tưởng mô phỏng dữ liệu làm cũng làm cho AI chứ ta. Hôm nay trực quan hóa dữ liệu là các bạn chỉ là làm sao để các bạn dùng hình ảnh, đúng không? Các bạn dùng hình ảnh để các bạn có thể, đây các bạn có thể show cái ảnh đấy ra, đúng không? Thì nó có liên quan gì đến AI đâu. AI là những thứ gì? Trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo là giúp cho máy tính làm thay cho con người, đúng không? Tức là bây giờ thay vì phải có một ông nào đấy, ông đấy ngồi, ông đấy tự ngồi tính, ông ấy dự đoán xem là tháng sau doanh thu công ty là bao nhiêu, thì bây giờ sẽ có cái mô hình nó làm, thì sẽ có cái mô hình nó làm thay cho chúng ta, đúng không? Thế còn trực quan hóa chỉ là gì để cho con người nó dễ nhìn cái hình ảnh đấy thôi, tức là dễ nhìn dữ liệu hơn, thay vì các bạn phải nhìn cái con số khô khan, thì bây giờ các bạn sẽ có những cái hình ảnh, đúng không? Rồi, ok. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Anh ơi, chờ thôi. Bây giờ em có một cái nền data analytics đó. Nó như như em làm web á, thì không biết là cái giai đoạn mà đó, hoặc là cái cách để mình học khi mà mình chuyển sang ngành data thì có khó khăn không ạ? À, mình hỏi tí này, bạn bảo là bạn đang làm data analytics đúng không? Dạ không, em có nghĩa là em hiện tại là làm web. Hôm trước em có học một số căn bản về data analytics. Không biết là khi mà em muốn chuyển hướng qua AI thì cái cách mà mình giờ học hoặc là những cái tài liệu nó có khó khăn hay là rồi. Ok, rồi ok, mình hiểu câu hỏi của bạn rồi. Như này nhá. Thật ra với bạn nói nào nhỉ? Tức là tất nhiên là so bạn với cả những cái bạn nào mà các bạn đang học sẵn về AI, tất nhiên là bạn sẽ không có lợi bằng. Nhưng mà ít ra so bạn với những cái bạn mà các bạn ấy đang làm ở những cái ngành hoàn toàn khác thì các bạn vẫn có lợi thế hơn. Vì sao? Thì vì web suy cho cùng nó vẫn là IT, đúng không? AI thì suy cho cùng nó cũng là IT, tức là bạn cũng là người lập trình. Bạn sẽ biết những cái về thuật toán này, đúng không? Có thể là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đúng không? Thế thì và bạn đã từng lập trình rồi. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Vì sao? Tại vì tất nhiên là lập trình nó chỉ là cái để chúng ta thực hiện hóa cái ý tưởng thôi, nhưng mà rõ ràng các bạn đã từng lập trình một cái ngôn ngữ nào đấy rồi, thì nhất là khi mà trong AI người ta thường hay sử dụng Python. Python nó là một cái ngôn ngữ lập trình nó rất là dễ, nên là kể cả đối với các bạn chưa lập trình bao giờ thì Python nó vẫn rất là dễ. Thì bạn đã lập trình web rồi, các bạn đã làm việc web rồi, các bạn đã từng quen với lập trình rồi, thì ít nhất là về cái đoạn lập trình các bạn là bạn sẽ có kiểu bạn sẽ không phải quá mất quá nhiều thời gian để các bạn làm quen. Đấy, thứ hai là những cái kiến thức thì chúng ta cũng phải đi từ nền tảng thôi, liên ôn lại đến toán này, sau đó mới bắt đầu học đến những cái thứ nó liên quan đến data science này, rồi machine learning, rồi deep learning. Thì tất nhiên là trong một cái buổi này thì tất nhiên là sẽ khó để có thể nói hết được là phải cần những cái gì đấy. Nhưng mà như mình nói này, trong toán thì có bốn cái mảng sau rất là quan trọng cho một data science hoặc là một machine learning engineer, một data scientist và một machine learning engineer. Thứ nhất là xác suất, thứ hai là thống kê, thứ ba là đại số tuyến tính, và thứ bốn là giải tích. Thế bốn cái mảng này nó rất là quan trọng. Thế đúng không? Toán nó có rất nhiều mảng, đúng không? Các bạn có cả lượng giác rồi hình học thứ, nhưng mà chỉ có bốn cái mảng mà mình vừa mới kể nó là những cái thứ quan trọng nhất. Một khi mà các bạn đã nắm chắc được cái phần này rồi thì học data science hoặc là machine learning nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nhá. Tại vì tất cả những thứ mô hình trong data science, mô hình trong machine learning nó được xây dựng cũng dựa trên những cái kiến thức đó. Thế. Đúng rồi. Đúng rồi, tức là nhá, về mặt thống kê, đúng không? Chúng ta có gì AB testing này, hypothesis testing, đúng không? Kiểm định giả thuyết. Cái đấy thì thật ra là khó hay không thì nói chung nó cũng tùy người. Nó đối với mình thì mình thấy bình thường, nhưng mà thật ra là mỗi một người chúng ta nó cái khả năng nó khác nhau, tức là cùng một vấn đề không phải là ai cũng thấy dễ, ai cũng thấy khó đâu. Mỗi người nó khác, thì thật ra là chúng ta có thể biết có dễ hay không là chỉ khi mà các bạn tự học thôi. Còn các bạn hỏi mình thì nó rất là chủ quan, đúng không? Cái đấy chủ quan, mình không thể nào mà áp dụng cái mà mình nghĩ cho các bạn được, đúng không? Ok, thế mình tiếp nhá. Thế mình tiếp này. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút về machine learning. Thế bây giờ mình sẽ nói một chút về là trong machine learning chúng ta có những cái mảng con nào, đúng không? Trong machine có những cái mảng con nào thì có rất là nhiều cách để có thể phân loại được các cái thuật toán trong machine learning. Xin lỗi các bạn. Có rất nhiều cách để có thể phân loại được những cái thuật toán trong machine learning. Nhưng mà trong đó thì phổ biến nhất là người ta sẽ phân ra làm 3
cái cách chính, ba cái mảng chính. Trong ba cái mảng này chúng ta có những cái mảng như sau. Thứ nhất là supervised learning, hay là người ta còn gọi là học có giám sát. Supervised learning là thuật toán là sử dụng những cái dữ liệu có dán nhãn. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút thế nào là dữ liệu có dán nhãn này. Các bạn để ý này, xung quanh chúng ta có rất là nhiều dữ liệu, đúng không? Chúng ta có rất là nhiều dữ liệu. Dữ liệu có thể là gì? Những cái đoạn text mà các bạn chat với nhau trên Messenger này, đúng không? Dữ liệu có thể là những cái đơn hàng mà các bạn đi mua, đúng không? Các bạn đặt trên Việt Nam mình có cái gì nhỉ? Shopee à, đúng không? Việt Nam mình có Shopee, đúng không? Những cái đơn hàng các bạn chốt trên Shopee này, Lazada này, hoặc là những cái bức ảnh mà các bạn chụp ngoài đường, đúng không? Các bạn chụp bạn bè của bạn hoặc các bạn tự chụp các bạn. Đấy đều là data cả. Thì tức là xung quanh chúng ta có rất là nhiều data, có rất là nhiều dữ liệu. Nhưng mà hầu hết dữ liệu xung quanh chúng ta nó đều là những cái dữ liệu mà nó không có dán nhãn, đúng không? Tức là những dữ liệu mà chúng ta có đấy thôi, chúng ta không biết là nó về cái gì. Thế chỉ có một phần rất là nhỏ dữ liệu xung quanh chúng ta nó là dữ liệu có dán nhãn. Dữ liệu có dán nhãn là gì? Là những cái dữ liệu mà có một ai đó hoặc là có một nhóm người nào đó người ta đánh nhãn cho dữ liệu. Ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ có một ai các bạn chụp ảnh đúng không? Người ta ngồi, người ta sẽ ghi là cái ảnh này các bạn chụp là về chủ đề con người, ảnh kia là thuộc về chủ đề phong cảnh, ảnh nữa là thuộc về chủ đề động vật, ảnh nữa là về chủ đề xã hội chẳng hạn, đúng không? Nếu mà có một ai người ta ngồi người ta làm cái việc đấy cho các bạn thì đấy là người ta đang biến cái dữ liệu của bạn đang từ dữ liệu không có dán nhãn trở thành dữ liệu có dán nhãn. Thế hoặc là một cái ví dụ khác như này, ví dụ có một ai người ta ngồi người ta đọc, người ta duyệt tất cả những cái đoạn text mà các bạn chat với nhau trên Messenger, đúng không? Người ta phân loại ra là cái đoạn text này là về chủ đề thể thao, cái đoạn text kia là về chủ đề chính trị, cái đoạn text nữa là về chủ đề âm nhạc, cái đoạn text nữa là về chủ đề xã hội chẳng hạn. Đấy, đúng không? Thì nếu mà có một ai người ta ngồi người ta làm như thế thì là người ta đang biến dữ liệu đang từ không dán nhãn thành có dán nhãn. Tất nhiên là xung quanh chúng ta hầu hết dữ liệu chúng ta có đều là dữ liệu không dán nhãn, chỉ có một cái lượng rất là nhỏ nó là dữ liệu có dán nhãn mà thôi, đúng không? Thì những cái thuật toán trong supervised learning nó sẽ chỉ có thể được huấn luyện với dữ liệu có dán nhãn, tức là cái lượng dữ liệu mà ít ỏi xung quanh chúng ta đấy. Đấy. Thì trong supervised learning người ta còn chia tiếp ra làm hai loại nhỏ, đó là một là classification hay là bài toán phân loại, và hai là regression hay là tiếng Việt mình gọi là bài toán hồi quy. Classification là gì? Classification nó là cái bài toán mà label của data, tức cái nhãn của data ấy, nó sẽ được chia thành một vài những cái nhóm hữu hạn cụ thể. Ví dụ này có một vài những cái bài toán rất là phổ biến này, ví dụ là bài toán fraud detection có nghĩa gì? Ví dụ là các bạn nhìn thấy trong các bạn sau này các bạn làm trong ngân hàng nhỉ, đúng không? Ngân hàng người ta có rất là nhiều dữ liệu về những cái giao dịch của khách hàng hàng ngày, đúng không? Thì hầu hết những cái giao dịch này nó đều là giao dịch bình thường, nhưng mà sẽ thi thoảng đâu đó có một vài những cái giao dịch nó là giao dịch lừa đảo chẳng hạn, đúng không? Thì cái fraud detection này nó chính là cái bài toán trong classification để nó có thể phát hiện xem là một cái giao dịch nó có phải là giao dịch lừa đảo hay không, dựa vào gì? Dựa vào thông tin những thứ liên quan đến cái người giao dịch này, cái giờ giao dịch này, số tiền giao dịch này, rồi cái mức độ tín dụng của cái người giao dịch chẳng hạn, đúng không? Rất là nhiều cái thông tin để cho cái mô hình nó sẽ phát hiện ra là xem cái giao dịch này nó có phải giao dịch bình thường hay là nó có cái dấu hiệu của lừa đảo. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là các bạn dùng Gmail chẳng hạn, đúng không? Các bạn thấy là trong Gmail các bạn dùng mail của Google, đúng không? Các bạn thấy là người ta có cái các bạn thấy là các bạn có cái spam box, đúng không? Tức là những cái email nào mà là spam chẳng hạn thì sẽ được phân loại và cho vào cái hộp spam box này, đúng không? Thì cái đây cũng là một cái ví dụ của bài toán classification, có nghĩa gì? Các bạn sẽ có hai class khác nhau. Một class là cái mail bình thường và hai là cái mail spam, đúng không? Thì cái mô hình của Google nó sẽ phân loại những cái email đến, đúng không? Để nó những cái mail nào mà spam nó cho vào thùng spam, chỉ có mail nào là mail mà người ta thấy là, tức là cái mô hình nó thấy là ok thì nó mới trả lại cho các bạn mà thôi, đúng không? Ngoài ra thì có những cái bài toán ví dụ là những mô hình liên quan đến chẩn đoán chẳng hạn, đúng không? Để ví dụ là xem là một người ta có bị ung thư hay là không, hoặc là người ta có bị covid hay là không, đúng không? Mà ngoài ra thì có những cái bài toán khác như là image classification, tức là cái mô hình nó phân biệt xem là ảnh nó thuộc về cái chủ đề gì hoặc là ảnh nó về cái đối tượng nào chẳng hạn. Thì đây đều là những cái ví dụ của classification, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mô hình, tức là mô hình sẽ phân loại ra dữ liệu nó vào một trong những cái nhóm cụ thể. Thế nên là bài toán classification. Thế sau đó chúng ta có bài toán thứ hai là bài toán regression. Đây là bài toán hồi quy. Cái bài toán này nó khác là ở một cái chỗ gì? Nó khác ở một cái chỗ là cái target, là cái giá trị mà chúng ta dự đoán ấy. Bây giờ nó không phải là những cái class cụ thể nữa mà nó sẽ là một cái giải giá trị liên tục. Ví dụ là chúng ta muốn đánh giá, chúng ta muốn xây một cái mô hình để dự đoán thời tiết, dự đoán nhiệt độ ngoài trời ngày mai chẳng hạn, đúng không? Thì nhiệt độ ngoài trời nó là một cái giải liên tục, đúng không? Hoặc là chúng ta muốn dự đoán doanh thu của công ty trong vòng tháng sau chẳng hạn, đúng không? Thì doanh thu nó là một cái số nó liên tục, đúng không? Thì đây chính là những cái ví dụ của bài toán regression. Đấy thì cái sự khác biệt giữa classification với cả regression nó chỉ như vậy thôi. Một cái là những cái giá trị rời rạc hữu hạn, một cái là giá trị liên tục vô hạn. Thế đây là cái mảng đầu tiên. Thì trong ba cái mảng của machine learning này, cái mảng supervised learning này nó chính là cái mảng quan trọng nhất, nó là cái mảng có nhiều ứng dụng nhất, nó là cái mảng phổ biến nhất. Tất nhiên là
nó hơi bị chóe ngoe là nó lại cái lượng dữ liệu mà được có thể dùng cho nó thì là cái loại dữ liệu mà ít nhất đúng không? Tức dữ liệu mà label data nó là cái dữ liệu rất là khan hiếm, khó tìm. Tất nhiên là khan hiếm so với dữ liệu unlabeled thôi. Chứ còn thực tế là bây giờ với sự phát triển của AI, các bạn thấy là ví dụ cách đây khoảng 5 năm chẳng hạn thì AI nó không phát triển như bây giờ nên là dữ liệu kiểu label data nó rất là khan hiếm, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều nơi người ta tập trung vào Trung Quốc này, Nhật à, Trung Quốc này, Mỹ này, thậm chí là Việt Nam chúng ta đúng không? Các bạn thấy là có rất là nhiều những cái công ty làm về kiểu data annotation, tức là người ta sẽ, tức là các bạn chỉ đưa cho người ta ảnh hoặc là dữ liệu, các bạn đưa ra cái yêu cầu, người ta sẽ ngồi người ta đánh nhãn cho các bạn. Tức là bây giờ cái việc mà các bạn có thể thu thập được dữ liệu có đánh nhãn nó dễ hơn ngày xưa rất là nhiều, ít ra là so với cái hồi ngày xưa mình học thì dữ liệu bây giờ có đánh nhãn nó dư giả hơn rất là nhiều. Thế mà tất nhiên so với số lượng với unlabeled data thì tất nhiên là labeled data nó vẫn ít hơn rất là nhiều. Thế rồi tiếp theo chúng ta chuyển qua cái bài toán unsupervised learning. Unsupervised learning là học không có giám sát. Học không có giám sát là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ huấn luyện mô hình này với những cái dữ liệu unlabeled data, tức là những cái dữ liệu mà hoàn toàn không có nhãn, tức là những cái dữ liệu thô, ví dụ những cái bức ảnh mà các bạn chụp này, những cái đoạn text mà các bạn chat này mà không có ai người ta ngồi đánh nhãn cả, thì unsupervised learning cho những cái mô hình mà được học với những cái bộ data như thế này. Trong bài toán unsupervised learning nó được chia ra làm hai bài toán con, một là bài toán clustering hay người ta còn gọi là bài toán phân cụ, hai là bài toán association hay gọi là bài toán kết hợp. Bài toán phân cụ thì nó cũng có một vài những cái điểm tương đồng với bài toán classification, các bạn nhìn nhá. Với bên supervised learning các bạn có cái classification, đây là bài toán phân loại, còn bên này là các bạn có bài toán phân cụ. Hai nghe nó khác nhau như nào thì mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ như này. Giả sử nhà các bạn có trẻ con 2 3 tuổi đi đúng không? Các bạn mua đồ chơi cho nó. Các bạn mua đồ chơi nó rất là nhiều hình dáng hình thù nhau, các bạn mua đồ Lego các thứ cho nó chẳng hạn đúng không? Giả sử nhá, đối với supervised learning cái bài toán classification như thế này, tức là bây giờ các bạn lấy trong cái đống đồ chơi ra, các bạn lấy ra những cái đồ chơi từng cái mảnh đồ chơi một. Các bạn đưa ra, các bạn bảo trẻ con này, các bạn bảo là xem là đây là đồ chơi hình gì chẳng hạn đúng không? Giả sử nó bảo là hình vuông mà đúng là nó là hình vuông thật thì bạn bảo là ok đúng rồi. Còn nếu mà đấy là hình vuông mà nó bảo hình tam giác thì các bạn bảo là sai, đây phải là hình vuông đúng không? Tức là nếu mà cái quá trình học giữa đứa bé và các bạn đúng không? Đứa bé nó sẽ đưa ra dự đoán và các bạn sẽ cho nó biết là cái dự đoán của nó là đúng hay là sai, thì đó là bài toán supervised learning. Hoặc là bên nhá, sau cái quá trình mà các bạn dạy cho nó biết thế nào là hình vuông, thế nào là hình tròn, thế nào là hình tam giác chẳng hạn, sau đó các bạn bảo nó là bên đây, bây giờ chú mua cho cháu một đống một túi đồ chơi đây, bây giờ làm sao để chia đồ chơi hình vuông sang một nhóm, đồ chơi hình tròn sang một nhóm, đồ chơi hình tam giác sang một nhóm chẳng hạn, thì đây đây chính là một cái ví dụ của bài toán classification. Có nghĩa là gì? Mô hình đã được huấn luyện rồi với dữ liệu label data. Label data chính là cái lúc mà bạn feedback lại cho đứa trẻ là đúng hay là sai ấy. Đấy chính là cái label đấy. Đấy, đúng không? Thì đây là bài toán classification hay là bài toán phân loại. Thế còn bài toán clustering là gì? Bài toán clustering là bạn sẽ đưa cho đứa trẻ một túi đồ chơi nhưng bạn không có dạy gì nó cả, bạn chỉ nói bảo nó là bây giờ cháu hãy chia cái đống đồ chơi này ra thành ba nhóm khác nhau cho chú, đúng không? Chia đồ chơi ra làm ba nhóm khác nhau chú, thì nó sẽ ngồi nó chia thế. Nhưng mà bạn thì bạn muốn là chia theo thành hình vuông sang một nhóm, hình tam giác sang một nhóm, hình tròn sang một nhóm, nhưng mà vì bạn không dạy nó, bạn không bảo nó, bạn không chỉ nó thế nào là hình vuông, thế nào là hình tam giác, thế nào là hình tròn, và thậm chí là bạn bạn cũng không còn nói với nó là bạn muốn chia theo hình hay là cái gì đúng không, thì nó sẽ chia ra thành ba nhóm. Nhưng mà ba nhóm này nó là ba nhóm gì thì còn phải xét đúng không? Nếu mà trường hợp may mắn thì đúng là có thể nó chia ra là hình tam giác sang một bên, hình tròn một bên, hình vuông sang một bên thì là ok. Nhưng cũng có thể là nó sẽ chia ra đồ màu đỏ sang một bên, đồ màu xanh sang một bên, đồ màu vàng sang một bên, thì đúng là ba cái nhóm này nó vẫn là ba cái nhóm riêng biệt đúng không? Nhưng cái phần tử trong cùng nhóm nó sẽ giống nhau, phần tử từ nhóm này đến nhóm kia nó sẽ khác nhau, nhưng mà rõ ràng là cái ý muốn của nó và cái ý muốn của bạn nó sẽ không giống với nhau. Hoặc là nó cũng có thể chia là đồ chơi cao su sang một nhóm, đồ chơi nhựa sang một nhóm, đồ chơi gỗ sang một nhóm chẳng hạn, thì đúng không? Thì rõ ràng nó vẫn đảm bảo là đây là ba nhóm khác biệt nhau, nhưng mà nó sẽ không thỏa mãn cái yêu cái ý định của bạn đúng không? Thì đây chính là cái đặc điểm, cái sự khác biệt giữa bài toán classification trong supervised learning và bài toán clustering trong unsupervised learning đúng không? Một cái là phân loại và một cái là phân cụm. Phân loại là có label, phân cụm thì là không có label, tức đến cuối các bạn chỉ biết là các bạn chia ra thành ba nhóm hoặc là n hoặc là n nhóm thôi, còn cái ý nghĩa của từng nhóm thì không biết đúng không? Chỉ toàn chỉ biết mỗi một điều là gì, các cái phần tử trong cùng một nhóm sẽ tương đồng nhau, các cái phần tử từ nhóm này đến nhóm kia nó sẽ khác nhau. Thế thế ngoài ra trong bài toán, trong cái mảng unsupervised learning nó còn có một cái bài toán nữa, nó là bài toán association hay là bài toán kết hợp. Cái này thì những bạn nào mà các bạn dùng Amazon với cả eBay và các bạn mua những cái trang web online ấy, thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ rõ ràng thôi. Tức là như này, nó là những cái bài toán mà khi chúng ta muốn khám phá ra một cái quy luật nào đấy dựa trên nhiều dữ liệu cho trước. Ví dụ như thế này, ví dụ là các bạn có để ý là khi mà các bạn mua đồ trên Amazon về eBay ấy, khi mà các bạn mua một cái món đồ thường thường thì
Amazon và eBay nó sẽ gợi ý cho các bạn là một vài cái món đồ khác mà có thể các bạn thích mua, đúng không? Thì đây, đây chính là một cái ví dụ của bài toán association. Một cái ví dụ khác như này, tức là giả sử mà những cái khách hàng mà mua nhiều quần áo ấy thường có xu hướng là mua thêm nước hoa hoặc là túi xách, đấy đúng không? Thì khi nào mà các bạn nữ luôn, các bạn vào trong siêu thị, các bạn siêu không phải siêu thị mà các bạn vào trong trung tâm thương mại, đúng không? Các bạn mua quần áo, sau đó thì ví dụ có một cái app của cái trung tâm thương mại đấy, nó sẽ gợi ý là chị có muốn mua thêm nước hoa hay là chị có muốn mua thêm túi xách hay không, đúng không? Vì sao người ta làm được như vậy? Thì vì người ta dựa thêm những cái việc là những cái khách hàng khác khi mà người ta mua quần áo cho nữ, người ta cũng thường hay mua túi xách về nước hoa. Thế là bây giờ cái app này nó thấy là bạn đi mua quần áo thì bạn giống những người kia, thì có thể là bạn sẽ thích mua nước hoa với cả túi xách, đúng không? Hoặc là như này, hoặc là cái mô hình ví dụ trong các bạn đi xem phim ở CGV đi, đúng không? Thì người ta sẽ tìm ra một cái quy luật là những cái khán giả nào mà xem phim Iron Man ấy, người sắt, thì thường hay có thêm cái xem xuống là sẽ xem thêm cả phim Captain America nữa, đúng không? Thế tức là người ta thấy là rất là nhiều người người ta xem cả hai phim này. Thế là bây giờ nếu mà bây giờ cái app của CGV thấy một ai đặt mua vé của Iron Man, thì thường cái app này nó sẽ gợi ý là anh hay là chị có muốn xem cả Captain America không, đúng không? Thì những cái hệ thống này nó gọi là recommendation system. Đây là một cái hệ thống nó rất là phổ biến trong e-commerce, trong thương mại điện tử. Thế thì đây chính là những cái ứng dụng của bài toán association trong unsupervised learning. Thế ngoài ra nó còn một cái mảng nhá, hai cái mảng đầu này nó là hai cái mảng phổ biến nhất. Phổ biến nhất thì là supervised learning, phổ biến nhì thì là unsupervised learning. Thế ngoài ra nó còn một cái mảng thứ ba nữa, cái mảng này thì nó ít phổ biến hơn. Nó ít phổ biến hơn không phải là vì nó ít ứng dụng hơn, mà là vì nó khó hơn, và nó khó ứng dụng hơn. Mà nhất là ở Việt Nam mình nghĩ là bây giờ những cái job mà về reinforcement learning nó rất là hiếm. Reinforcement learning nó gọi là học tăng cường. Trong supervised và unsupervised learning ấy thì người ta nói cái khái niệm là model hay là mô hình. Nhưng mà trong học tăng cường ấy, người ta không dùng cái từ model, người ta dùng cái từ là agent hay là tác nhân. Thì trong reinforcement learning nó là cái nơi mà những cái tác nhân nó sẽ tương tác trực tiếp với môi trường hay là environment ấy, để sau đó có thể nhận về những cái feedback từ môi trường để nó có thể cải thiện cái hành vi của bản thân. Thế nói thì chưa rõ thế, mình lấy cho bạn một cái ví dụ như này. Bây giờ các bạn hãy thử coi nhá, tức là bây giờ giả sử các bạn coi tác nhân nó là một cái đứa trẻ 2-3 tuổi gì đấy, đúng không? Thì môi trường chính là cái mà xung quanh nó. Thế bây giờ các bạn thử nghĩ xem nhá, bây giờ giả sử một đứa trẻ nó nhìn thấy một cái đốm lửa ở phía trước mặt, thế đúng không? Rồi bây giờ nào mùa đông đi, đúng không? Nó nhìn thấy một cái đốm lửa trước mặt, nó cứ mỗi một bước nó đi vào gần cái đốm lửa, nó sẽ thấy là nó sẽ càng ngày nó càng ấm hơn, đúng không? Thì cái cảm giác ấm hơn đấy nó chính là cái feedback, nó chính là cái phản hồi mà môi trường trả về cho đứa trẻ, đúng không? Thì nó sẽ thấy là nó cứ càng đi vào gần đốm lửa thì nó sẽ càng thấy ấm, đúng không? Thì đây chính là cái feedback, cái sự ấm đấy nó chính là cái feedback. Nhưng nếu mà nó đi vào gần cái đốm lửa quá, nó sẽ cảm giác là nó bị bỏng, đúng không? Thì có nghĩa là môi trường nó đã phản xạ lại, nó đã gửi lại một cái phản hồi là gì? Có nghĩa là nếu mà vào gần quá thì sẽ có thể bị thương, đúng không? Thì cái quá trình mà đứa trẻ nó cứ đi ở trong cái môi trường đấy, nó khám phá cái xung quanh, đúng không? Nó chạm này, nó thử kia, đúng không? Nó sờ vào tất cả những cái thứ đấy, đấy chính là cái quá trình mà nó đang tương tác với môi trường, đúng không? Và mỗi một cái sự tương tác của nó đều nhận được một cái feedback hay là một cái phản hồi, và dựa vào những cái feedback này, cái tác nhân hay là cái đứa trẻ nó sẽ tìm cách để nó cải thiện cái hành vi của nó. Thế thì reinforcement learning nó có rất là nhiều những cái ứng dụng, mà ứng dụng phổ biến nhất, cái ứng dụng mà lớn nhất nó chính là trong lĩnh vực lái xe tự động. Các bạn thấy là những cái hãng xe lớn như là BMW này, hoặc là kiểu Uber các thứ, người ta có những cái bộ phận nghiên cứu AI về reinforcement learning rất là lớn. Thì người ta làm sao người ta nghiên cứu để có thể tìm ra những cái xe lái tự động, cái xe này nó nghiên cứu như nào? Tức là tất nhiên là người ta sẽ không có huấn luyện những cái xe này ở trong môi trường thực tế, đúng không? Tại vì bây giờ các bạn mà xem, bây giờ một cái xe mà chưa được học hành gì, bây giờ mà thả ra thực tế nó đâm chết người thì làm sao, đúng không? Thường thường người ta sẽ huấn luyện xe trong môi trường mô phỏng, tức là trong một cái simulation environment, một cái môi trường mô phỏng đấy. Trong môi trường mô phỏng này thì cái xe nó có thể làm bất kỳ một cái việc gì, đúng không? Nó lái sang trái sang phải, đi thẳng, phanh phiếc từ, nó làm cái gì cũng được, đúng không? Thì tất nhiên là một cái lúc mới ban đầu, khi mà cái xe nó chưa được học hành gì thì nó cứ đi, nó đi nó có thể đâm trái đâm phải, nó có thể tạt lên vỉa hè, nó có thể đâm chết người, đúng không? Thì khi mà nó làm những cái hành động mà nó sai như thế thì môi trường nó sẽ phản hồi lại cho cái xe là những cái gọi là penalty, tức là những cái hình phạt. Thế thì sau đó khi mà cái xe nó nhận được những cái penalty này, nó biết là những cái hành động này là không nên, mình không nên làm như vậy nữa. Thì nếu mà cái xe nó đi đúng đường này, nó đi đúng đèn xanh, nó đi đúng làn đường này, đến đèn đỏ nó dừng này, nó không đâm ai này, thì nó sẽ nhận được những cái gọi là reward hay là gọi là phần thưởng đấy. Đấy thì trong cái quá trình mà cái xe nó cứ tương tác với môi trường, nó làm tất cả những cái hành động đấy, nó nhận được những cái reward hoặc là penalty, thì nó sẽ biết là hành động nào là tốt, hành động nào là tồi. Và khi mà các bạn huấn luyện cho cái xe trong cái môi trường mô phỏng này nó đủ lâu rồi thì
thì cái xe nó biết là khi sau này khi mà các bạn em nó đi triển khai ở ngoài thực tế thì nó nên làm những gì, nó nên đi ở bên phải, nó nên đi ở khi đèn xanh này, không nên vượt đèn đỏ này, không nên đâm lên người, không nên tạt lên vỉa hè các thứ. Đấy thì đây chính là cái ứng dụng của reinforcement learning. Thì không phải chỉ ở Việt Nam đâu mà cả ở bên nước ngoài, kể bên Anh thế, những cái job về reinforcement learning nó ít hơn rất là nhiều. Tại vì cái mảng ứng dụng nó rất là khó. Và các bạn mà có học những cái khóa học ở trên trường này, học những cái học bên ngoài đấy, thì thường thường người ta chỉ dạy về silver learning và ăn silver learning mà thôi. Còn những cái khóa học về reinforcement learning nó ít lắm, nên nó rất là ít. Tại vì là cái mảng nó khó ứng dụng. Ứng dụng nó rất là thú vị, nhưng mà nó khó ứng dụng, khó học, khó tiếp cận. Thế nên là so với hai cái mảng kia thì reinforcement learning nó không có phổ biến bằng. Hoặc thế này nữa, một cái ứng dụng, một cái ví dụ nữa. Bạn nào mà là fan của Dota 2 nhá, các bạn biết là các bạn biết công ty OpenAI đúng không? OpenAI thì nó quá nổi tiếng rồi. Bây giờ có những cái ChatGPT các thứ, các bạn thấy là OpenAI nó quá nổi tiếng rồi. Thì không phải bây giờ, chỉ bây giờ khi mà, không phải chỉ năm 2022 khi mà ChatGPT ra mắt thì OpenAI nó mới là một cái công ty nổi tiếng đâu, mà trong cái lĩnh vực AI ấy, từ lâu rồi, đây là một cái tên rất là lớn rồi. Vào năm 2018 thì OpenAI nó ra được một cái con, tức là nó, người ta đã ra mắt một cái mô hình AI để có thể chơi game Dota 2 5-5 đối với con người. Đấy, và đây là cái mô hình đầu tiên có thể chơi thắng con người trong một cái trò chơi mà multiplayer. Bình thường ví dụ chơi trong cờ vua này hoặc là cờ vây các thứ thì chỉ là một đấu một thôi, nhưng mà trong game Dota 2 này lần đầu tiên mà mô hình AI nó có thể thắng con người trong một trò chơi mà có đòi hỏi sự phối hợp. Thế cái mô hình này nó gọi là OpenAI 5. Nó gọi là OpenAI 5. Thì bạn nào thích các bạn có thể tìm hiểu, bạn nào là fan của Dota thì mình nghĩ là các bạn đã từng nghe được cái thông tin này rồi. Thế tức là cái OpenAI cái đây 5 năm nó rất là có rất là nhiều những cái đóng góp rồi, chứ không phải là mới gần đây nó mới có đâu. Thế thì đây là ba cái phương thức chính. Thì ngoài ra nó còn có một vài những cái phương thức con nữa. Ví dụ này, người ta có một cái phương thức mà nó gọi là lai giữa supervised với cả unsupervised learning, có nghĩa là gì? Nó gọi là semi supervised learning, có nghĩa là gì? Học bán giám sát. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái mô hình này các bạn sẽ vừa có cả supervised, các bạn vừa có cả label data, các bạn vừa có cả unlabel data, tức các bạn sẽ kết hợp cả hai cái thứ này lại. Thế nhưng mà có rất là nhiều cách phân chia những cái nhánh trong machine learning, nhưng đây là cách phân chia phổ biến nhất, chia làm ba loại là học có giám sát, học không có giám sát và học tăng cường. Rồi, ok, có bạn nào có câu hỏi gì về phần này không? Có bạn nào có bất kỳ câu hỏi gì về phần này không? Ủa, anh đã cho em hỏi là ba lĩnh vực này thì có phải là lĩnh vực khó nhất là reinforcement learning, thì cái giá trị gia tăng của nó là cao nhất đúng không ạ? Mình vẫn chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm. À, ý em nói là cái lợi nhuận đem về là cái reinforcement learning là cái cao nhất đúng không ạ? Cái gì cao nhất bạn nhỉ? Cái lợi nhuận á. Cái này cũng tùy bạn, nó cũng tùy theo mình, nó cũng tùy lĩnh vực. Nó có lợi nhuận hay không là sẽ cái ứng dụng của bạn nó có mang lại cái gì, đúng không? Mình nói nó là khó nhất thôi, còn lợi nhuận thì mình không nghĩ lợi nhuận thì nó còn nhiều, phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, đúng không? Xem người ta dùng cái gì. Ví dụ Tesla nó cũng có một cái team để nghiên cứu xem những cái xe tự động lái, thì nó cũng dùng reinforcement learning. Reinforcement learning nó là thứ khó nhất, còn lợi nhuận thì mình không nghĩ vậy. Lợi nhuận mình nghĩ là tùy ứng dụng thôi nhá. Ok, bạn nói đi. Dạ, không biết là ví dụ như cái mô hình có thể là nó một công hình như là NLP, ví dụ như một cái của một bạn thì là có thể nhận xét nó là tiêu cực đi. Thì em không hiểu là mình tại sao mà một cái mô hình có ngữ nghĩa gì mà mình có thể chuyển đổi thành số, xử lý trên những con số một cách cơ. Ví dụ như là classification, tóm là logistics hay là tức là bạn không hiểu là vì sao mà dữ liệu người ta có thể số hóa dữ liệu được á? Nhá, như này nhá, các bạn này, người nhá, nó nói về NLP nhá, trong NLP tức là trong computer vision thế thôi, tức là gì? Chúng ta là con người, chúng ta có thể hiểu dữ liệu text này, dạng ảnh này, thậm chí là dạng audio này luôn, chúng ta có thể hiểu dữ liệu input đầu vào dưới rất nhiều kiểu khác nhau. Nhưng máy tính về bản chất nó chỉ hiểu đúng hai thứ thôi, nó chỉ hiểu số 0 với số 1 thôi, tức là nó chỉ hiểu mã nhị phân mà thôi. Tất cả những thứ mà chúng ta muốn đưa vào trong mô hình, muốn huyện nó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta gì? Chúng ta phải số hóa. Tất nhiên chúng ta không đến mức chúng ta phải số hóa nó thành các cái bit 0 1, tại vì chúng ta dùng cái ngôn ngữ lập trình bậc cao như là Python, chứ chúng ta không dùng mã máy, nên là chúng ta không cần phải chúng ta convert về cái dạng 0 1. Thế nhưng mà việc đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta phải số hóa, tại vì máy, đúng không, nó chỉ hiểu số thôi,
các bạn để chữ, để âm thanh, hình ảnh nó sẽ không hiểu. Đây cái thứ nhất. Thứ hai là trong cái NLP ấy, nó có một cái gọi là, nó gọi là word to vector, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ tìm cách để nó convert được những cái word bất kỳ thành những cái vector trong không gian n chiều. Thường là các chiều đây nó là 50 này, 100, 200, 300. Thế thì nó có cái thuật toán để, tức là nó có cái mô hình nó có thể train làm sao cho gì để cho những cái từ nào mà nghĩa nó tương tự nhau, hoặc là gì, những cái từ nó hay xuất hiện cùng nhau trong những cái văn bản, thì cái vector tương ứng của chúng nó sẽ có, nó sẽ có cái góc giữa hai cái vector này nó nhỏ hơn. Thế thì tức là ngày xưa các bạn học cấp 3 nó có khái niệm là cosine similarity, tức là góc cosine giữa hai cái vector, đúng không? Các bạn vẽ trong không gian hai chiều. Đây mình lấy ví dụ như này. Lấy ví dụ như này. Đơn giản thì vẽ trong không gian hai chiều cho dễ nhá. Không gian hai chiều đây, đúng không? Ngày xưa các bạn đi học, đúng không? Học cấp 2, cấp 3 gì đấy. Đây nhìn thế này. Đây là trục số. Đây đúng không? Trục OX này. Trục OY này, đúng không? Các bạn có một cái điểm A như thế này, đúng không? Vector như này, và có một cái điểm B như này. Đấy. Hai cái vector này người ta xét theo cái độ tương đồng như nào? Người ta xét theo cái góc alpha kẹp giữa này, đúng không? Góc alpha này nó mà càng nhỏ, góc alpha nó mà càng nhỏ thì hai cái vector này nó càng tương đồng, thì cũng giống như vậy. Các bạn tưởng tượng nhá, đây là không gian hai chiều. Thế nhưng mà bây giờ giả sử các bạn muốn số hóa những cái từ trong tiếng Anh chẳng hạn, đúng không? Các bạn dùng cái không gian 50 chiều, 100 chiều, 200, 300 chiều thì tất nhiên là chiều mà lớn hơn 3 chúng ta không thể vẽ được, nhưng mà các bạn hiểu nó là một cái chiều không gian, đúng không? Thì bây giờ hai cái từ nào mà có ý nghĩa nó gần tương tự nhau thì cái vector của chúng nó sẽ, cái góc nó sẽ bé, đúng không? Tức là cái cốt của góc xen giữa này, tức là cái góc xen giữa này sẽ bé, có nghĩa là người ta sẽ dùng tính cốt của góc này, đúng không? Góc mà không độ thì cốt của nó bằng 1, đúng không? Có nghĩa là cosine của góc ở giữa nó càng gần 1 thì nó càng tốt, mà nó càng gần trừ 1 thì nó sẽ càng ý nghĩa đối lập nhau, đúng không? Gần trừ 1 có nghĩa là gì? Gần trừ 1 có nghĩa là một cái vector theo hướng này, một cái vector theo hướng kia, đúng không? Thì như này nó sẽ là một góc 180 độ. Cốt của 180 độ thì bằng trừ 1. Thì đây là cái cách mà người ta dùng để người ta làm sao, thứ là người ta số hóa dữ liệu để cho máy tính có thể hiểu. Thứ hai là người ta sẽ giữ được cái mối quan hệ giữa các cái từ, những cái từ nào mà hay xuất hiện gần nhau, ví dụ là từ lion với là tiger chẳng hạn, đúng không? Hoặc là cat và dog chẳng hạn, những cái từ này nó hay xuất hiện cùng nhau thì cái góc ở giữa nó sẽ bé. Còn những cái từ nào nó, những cái từ nó không liên quan thì góc nó sẽ lớn, thế thôi. Machine ký ức của con người. Cái mà bạn hỏi về cứu con người thì cái này thì mình cũng không biết, cái này thì mình cũng không, thực sự là mình cũng không biết là nên trả lời như nào. Thì nghe nó có vẻ fancy, đúng không? Nghe nó có vẻ fancy thì các bạn đưa cho nó vào cái gì thì nó sẽ học được cái đấy thôi. Các bạn đưa cho nó học cái gì thì nó sẽ học được từ những dữ liệu đó. Ví dụ các bạn đưa những thứ liên quan đến những cái ví dụ các bạn đưa cái quyển sổ nhật ký của bạn vào chẳng hạn, không thì nó sẽ biết những cái là những gì các bạn đã trải qua rồi, đúng không? Thế còn việc mà mô hình nó sẽ làm được gì với cái đấy thì mình cũng không dám khẳng định nhá. Nghe không dám khẳng định. Nghiên cứu về lại kinh nghiệm của con người về ngành nghề. Cái chủ đề thì thật mình cũng nói thật là mình cũng không dám khẳng định ngay, đúng không? Mình cũng không rõ là có cái model nào nó như vậy hay không, đúng không? Thì nó phụ thuộc vào cái việc dữ liệu các bạn đưa vào là cái gì. Nhưng mà mình thì mình không có quá sure về câu trả lời này nhá. Còn bạn Minh nhá, cái mà self-supervised learning ấy là nó là một cái mảng con, tức là nó một cái mảng con trong self-supervised learning mà mình thấy là nó không quá phổ biến, thực sự như vậy, tức là trong một vài cái lĩnh vực nhỏ cụ thể thì người ta dùng thôi, nó không quá phổ biến. Thì nếu mà bạn thích tìm hiểu thì có thể sau buổi này bạn thích thì chúng ta có thể làm một buổi online để mình giải thích, tại vì là mình không muốn là tốn quá nhiều thời gian để dành, tức là những cái mà nó chủ đề nó quá mà specific quá thì mình cũng không có muốn đi sâu vào quá nhá. Sau này nếu mà bạn có thời gian thì chúng ta có thể gọi một buổi online thì mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn nhá. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Em chào anh ạ. Em có thể có hỏi câu đúng không ạ? Em hỏi đi. Em đã từng làm một số bài toán phân loại rồi ạ. Thì cái thuật toán em sử dụng là unsupervised learning, nó chính là sử dụng clustering để phân loại ạ. Nhưng mà vậy thì cái bài toán đấy lúc đấy nó sẽ thuộc vào dạng semi supervised learning không ạ? Cho anh hỏi chút là dữ liệu em có là em có cái gì? Em có dữ liệu gì? Dữ liệu em có thì nó chỉ là những cái đặc trưng ạ. Tức là em hoàn toàn là em không có label gì, em không có nhãn gì cho nó, đúng không? Thì nó thế thì nó chỉ là unsupervised learning thôi. Nó chỉ là unsupervised. Khi nào mà em có cả label data thì nó mới là semi nhá. Tức là này, người ta sẽ có một cách, vài cách này, ví dụ như này nhá. Trong cái bài toán vừa rồi đi, đúng không? Tức là ví dụ bạn bắt đứa trẻ con phân loại đồ chơi, đúng không? Thì nếu mà bạn không có dạy nó trước thì nó là unsupervised learning. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ các bạn muốn cho cái đứa trẻ làm sao để nó tăng cái khả năng mà nó phân chia dữ liệu nó đúng theo ý của các bạn thì các bạn làm như nào? Các bạn hãy bốc sẵn một vài món đồ chơi, hình vuông các bạn để sang một bên, hình tròn các bạn để sang một bên,
hình tam giác các bạn để sang bên không? Các bạn chỉ để thôi, các bạn không nói với nó hình này gọi là hình vuông, hình này gọi là hình tròn, hình này gọi là hình tam giác luôn. Các bạn chỉ để đấy thôi, các bạn tự bốc, các bạn lặng lặng các bạn bốc, các bạn để đấy cho các bạn bảo nó đấy, làm đi. Đây là coi như đây là ba cái, đây là những cái món đồ đầu tiên của những cái nhóm này rồi. Bây giờ cháu chia những cái đồ lại vào những cái nhóm này đi, thì đứa trẻ tuy là nó không được bạn dạy là thế nào là hình vuông, thế nào là hình tròn, thế nào là hình tam giác, nhưng mà nó nhìn vào những cái đồ mà các bạn đã để sẵn rồi, nó sẽ biết là à, cái group này, cái nhóm này thì nên để những đồ này, cái nhóm kia thì nên để cái món đồ kia, đúng không? Đấy là nó là một cái ví dụ của semi supervised learning, đúng không? Tức chúng ta kết hợp cả dữ liệu, tức là dữ liệu có dán nhãn là gì, là những cái đồ mà các bạn để sẵn vào. Còn dữ liệu không dán nhãn là gì, là tất cả những cái đồ còn lại của đứa trẻ. Đấy. Thì đấy là cái sự kết hợp giữa hai cái này gọi là semi supervised learning. Còn trường hợp của bạn nó chỉ hoàn toàn là dữ liệu không dán nhãn thì nó chỉ là unsupervised thôi. Rồi. Ừ. Nhá, cái môn toán cần thiết hay không thì phụ thuộc là cái mục đích của các bạn là gì. Nếu mục đích của các bạn sau này các bạn muốn học lên PhD thì các bạn phải nắm vô cùng chắc. Nhá. Còn nếu mà các bạn mục đích của bạn là các bạn muốn đi làm thì các bạn cũng, các bạn vẫn phải nắm ở mức tương đối. Vì sao? Tại vì này, tại vì các bạn muốn có việc, các bạn phải qua được cái vòng phỏng vấn đã. Vòng phỏng vấn thì các bạn sẽ không thể nào bảo với người ta là bây giờ thư viện làm hết rồi, tôi cứ fit hết vào mô hình, tôi chả phải xử lý gì cả, đúng không? Các bạn sẽ không thể trả lời như thế được, đúng không? Các bạn vẫn phải nắm để làm gì? Để các bạn hiểu bản chất của mình là một này, và thứ hai để giúp cho các bạn pass được cái vòng phỏng vấn nữa. Thế còn đi làm với cả đi học ấy, nó có những cái sự, tiếp mình sẽ nói cho các bạn cái sự khác biệt giữa cái việc mà các bạn học ở trên trường hoặc những cái khóa học với cả cái việc đi làm trong lĩnh vực AI, nó khác nhau rất là nhiều. Tiếp mình sẽ nói cho các bạn cái sự khác biệt. Thế. Một vài thuật toán các bạn thì như mình nói, các bạn hãy bắt đầu với supervised learning, sau đó bắt đầu với unsupervised learning, đúng không? Trong supervised learning nó có khoảng 7-8 cái model cơ bản. Đấy, 7-8 cái model cơ bản. Và trong unsupervised learning thì nó cũng khoảng 3-4 gì đấy. Thì các bạn cứ tìm hiểu, trong mình thấy là trong những cái tài liệu ở tiếng Việt thì mình cũng không, mình không có đọc nhiều, nhưng mình thấy là bây giờ có rất là nhiều cái group nó có những cái tài liệu về những cái ngành rồi. Mình thì mình chưa, mình thì mình không đọc tài liệu tiếng Việt bao giờ cả, nhưng mà mình thấy trên mạng có rất là nhiều rồi nhá. Rồi. Rồi ok, chúng ta đến phần tiếp nhá. Đến phần tiếp này. Bây giờ, đây. Đây sẽ là cái phần mà mình nói cho các bạn cái sự khác biệt giữa những thứ mà các bạn sẽ học trên trường và những cái thứ mà các bạn sẽ làm sau này khi mà các bạn đi làm. Một cái pipeline, một cái chu trình machine learning nó sẽ bao gồm 7 bước như thế này. Bước đầu tiên là data collection, là bước mà thu thập dữ liệu. Cái bước này, đây là một trong hai cái bước mà nó thể cái sự khác biệt giữa cái môi trường hàn lâm, cái môi trường trong trường đại học, môi trường trong cái khoa học online và cái môi trường thực tế là gì? Khi mà các bạn học ở những cái trường đại học, khi mà các bạn học những cái khóa online thì thường thường là các bạn sẽ được cho dữ liệu, tức là người ta sẽ được gửi cho, người ta sẽ đưa cho các bạn dữ liệu. Thường là dữ liệu này nó đã khá là clean rồi, đúng không? Người ta đưa cho các bạn dữ liệu, người ta bảo là đây, bây giờ xây dựng mô hình để làm cái việc A, việc B, việc C, đúng không? Thì đây là cái thứ mà các bạn sẽ trải qua trong cái quá trình các bạn học. Thế. Nhưng sau này các bạn đi làm ở một cái công ty thì thường ấy là các bạn sẽ chỉ được nhận cái task, tức là cái yêu cầu, cái nhiệm vụ thôi. Còn cái data các bạn thường là các bạn sẽ không có sẵn, đúng không? Rất có thể các bạn là người đầu tiên các bạn làm về cái task này nên là dữ liệu nó sẽ không có sẵn. Các bạn sẽ phải làm tìm cách nào đấy để các bạn có thể collect được data. Các bạn có thể collect như nào? Có hai cái phương án chính. Một là ví dụ là công ty các bạn nó có sẵn database rồi, nó có sẵn cơ sở dữ liệu rồi, đúng không? Thì các bạn có thể các bạn dùng SQL, các bạn truy cập vào, các bạn lấy ra những cái dữ liệu cần thiết cho cái bài toán của các bạn, cho cái yêu cầu của sếp đưa cho các bạn. Đây là một cách. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là trường hợp xấu số hơn là các bạn không có sẵn data thì làm gì? Thì các bạn sẽ phải thu thập dữ liệu từ bên ngoài, các bạn sẽ phải tìm cách đánh nhãn, đúng không? Thì ví dụ này, các bạn có thể nói với sếp là đây, bây giờ yêu cầu của ông như thế này, nhưng mà tôi bây giờ tôi cần có dữ liệu, công ty mình thì không có database thì chấm trơn, hoặc database nó không có dữ liệu cho tôi cần, tôi sẽ phải collect dữ liệu bên ngoài, nhưng mà collect dữ liệu xong tôi cần phải đánh nhãn nó, phải có ai đánh nhãn, tôi thì không có thời gian, công ty thì không có đánh nhãn, thì ông phải cấp cho tôi một khoản tiền để tôi có thể tôi đi tìm một cái công ty thứ ba, tôi outsource, tôi nhờ người ta đánh nhãn dữ liệu chúng ta, đúng không? Thì đây là hai cái cách phổ biến để người ta có thể collect dữ liệu. Và các bạn này, trong cái quá trình mà chúng ta học ấy, thường người ta hay tập trung vào làm sao để huấn luyện mô hình, đánh giá mô hình các thứ, đúng không? Nhưng trong cái quá trình các bạn đi làm ấy, cái thời gian mà các bạn dành cho cái đoạn data collection này, đây là cái đoạn nó tốn thời gian. Thế còn những cái đoạn về sau thì nó không tốn thời gian nhiều bằng. Thế và đây là cái bước mà các bạn sẽ chỉ được học, các bạn sẽ chỉ được tích lũy kinh nghiệm khi mà các bạn đi làm công ty mà thôi. Còn một khi các bạn vẫn còn đang ngồi trong ghế nhà trường, các bạn vẫn đang đi học những cái khóa học thì không bao giờ các bạn có thể tích lũy được bất kỳ một kinh nghiệm gì về cái bước này cả. Đấy, đây là mình lấy những thứ từ bản thân mình, đúng không? Ngày xưa lúc mà mình đi học cũng thế, làm một cái project nào, làm một cái gọi là practical course hoặc là một cái project gì đấy, đúng không? Dữ liệu là thầy, đúng không? Thầy cho sẵn một tập dữ liệu thì bảo đây, các em chọn đi, ai thích lấy cái bộ gì thì lấy, thì lấy ra thôi, đúng không? Không phải làm gì cả, dữ liệu có sẵn người ta dâng đến tận mồm rồi. Nhưng mà chỉ có khi nào mà các bạn đi làm, bước này sẽ là bước vô cùng tốn thời gian. May mắn thì các bạn gặp được cái bộ dữ liệu mà nó có sẵn rồi. Không, hoặc là nếu mà kể cả các bạn gặp như có sẵn mà nó không đủ hoặc là nó thiếu, các bạn vẫn phải collect thêm. Cái bước này nó bước vô cùng tốn thời gian. Thế bước đầu tiên là như vậy.
Cái bước thứ hai là bước statistic, là bước thống kê. Cái bước này là bước gì? Bước này là bước mà chúng ta sẽ làm sao chúng ta có thể hiểu được cái bộ dữ liệu của chúng ta thông qua những cái thống kê. Ví dụ là gì? Các bạn tìm xem là, ví dụ là các bạn có những cái thông tin về mức lương này, đúng không? Về độ tuổi của nhân viên này, các bạn xem là những cái giá trị này. Ví dụ là độ tuổi của nhân viên thì tối thiểu là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu, độ tuổi trung bình nó là bao nhiêu, đúng không? Độ tuổi trung bình nó là bao nhiêu, rồi cái những cái liên quan đến, ví dụ là kỳ vọng này, phương sai, độ lệch chuẩn các thứ này, đúng không? Tất cả những cái thông tin đấy là những cái thông tin liên quan đến sắp xếp thống kê. Thống kê thì chính xác hơn, đúng không? Thống kê chính xác hơn, tức là khi mà chúng ta đưa ra những cái thống kê này rồi, chúng ta sẽ có một cái overview về cái dữ liệu của chúng ta, tức là dữ liệu gồm những cái thuộc tính gì, một cái thuộc tính, cái giá trị của nó trải từ đâu cho đến đâu, đúng không? Thì đây là cái bước thứ hai. Bước thứ ba là bước tiền xử lý dữ liệu. Đây chính là cái bước mà như mình nói là bước là chúng ta convert dữ liệu đang từ cái hình thức là con người hiểu, chúng ta convert nó thành cái dạng mà máy tính nó có thể hiểu được, đúng không? Chúng ta số hóa dữ liệu nó đi, đúng không? Chúng ta số hóa dữ liệu nó đi, tức là làm sao mà biến dữ liệu đang từ cái dạng mà con người đọc được thành cái dạng mà máy tính có thể đọc được. Thế, và bước thứ tư là cái bước mà data visualization, đây là cái bước mà trực quan hóa dữ liệu. Vì sao chúng ta phải cần trực quan hóa dữ liệu thì như này? Dù chúng ta đã có cái bước thứ hai rồi, chúng ta đã có thể hiểu được dữ liệu qua cái thống kê rồi, nhưng mà những cái thống kê này nó chỉ là những cái con số, đúng không? Nó chỉ là những cái bảng, những con số thì nhìn chung là vẫn rất là khó để các bạn có thể hình dung được. Và thứ hai nữa là các bạn đi làm project không phải là các bạn chỉ làm cho các bạn thôi, các bạn phải show ra cho đồng nghiệp, show ra cho những người gọi là stakeholder, tức là sếp này hoặc là khách hàng, đúng không? Những cái người mà có thể là người ta không có kiến thức chuyên môn về data science, AI, hoặc thậm chí là người ta không có kiến thức về IT, thì làm sao các bạn phải show dữ liệu kiểu gì để người ta không cần có kiến thức nền, người ta cũng có thể hiểu được là dữ liệu các bạn trông nó như thế nào, đúng không? Thì đây chính là cái vai trò của bước data visualization. Rồi, ở đây mình có một cái điểm này mình nói với các bạn này. Ba cái bước từ 2, 3, 4 như này. Về mặt lý thuyết, đây là cái thứ tự nó, đúng không? Bước 2, rồi bước 3, rồi bước 4. Nhưng trong thực tế, các bạn có thể đảo ba bước này với nhau. Từ ba bước này các bạn không cần phải làm thứ tự, các bạn có thể đẩy bước 4 lên trước. Bước 3 rồi 14 bước 2 cũng được. Tức là các bạn có thể thay đổi làm sao theo cách nào mà các bạn thấy là các bạn thuận với các bạn nhất, hợp lý với các bạn nhất, làm cho các bạn nó dễ dàng xử lý nhất. Ví dụ như mình, ngày xưa mình làm ở công ty làm về game trong khoảng 6 tháng. Còn trong team có một ông là Senior Data Scientist, thì ông đấy rất hay là ông đấy đưa cái bước Data Visualization, ông đấy đưa lên đầu. Ông đấy bảo với mình là tao không cần biết là rượu nó có cái gì, tao cứ phải visualize nó đã, tao phải xem nó trông nó như nào đã, rồi tao làm gì thì tao làm. Sau đó mình cũng bị ảnh hưởng cách của ông đấy, có nghĩa là sau này mình thế mình cũng đẩy cái bước 4 lên đầu, nghĩa là gì? Sau khi mình collect dữ liệu, mình sẽ visualize luôn, mình xem là trông hình thức nó như thế nào. Sau đó thì mình mới làm những cái bước là statistic với cả data preprocessing. Thì với các bạn cũng như vậy, sau này các bạn khi mà các bạn học sâu về data science, học về machine learning, các bạn cũng không nhất thiết các bạn phải giữ cái thứ tự này 2, 3, 4, các bạn không cần, các bạn có thể đổi. Miễn làm sao các bạn thấy là nó thoải mái nhất, nó thuận tay cho các bạn nhất thì các bạn làm. Thế. Và rồi, ok các bạn nhìn này, 4 cái bước đầu 1 2 3 4 đây là những cái bước mà liên quan đến data. Thế còn 3 cái bước cuối nó là những cái bước mà liên quan đến mô hình. Liên quan đến mô hình là gì? Bước thứ 5 là model building, là cái bước mà chúng ta xây dựng và huấn luyện mô hình, đúng không? Tức là sau khi mà chúng ta đã có dữ liệu rồi, thì chúng ta phải xây dựng lên một cái mô hình để chúng ta có thể huấn luyện cái mô hình đó, đúng không? Chúng ta có thể huấn luyện cái mô hình đó dựa vào cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới xử lý. Thì cái bước này trong cái quá trình, đây là một cái bước nữa mà nó lại thể hiện cái sự khác biệt giữa cái môi trường hàn lâm, môi trường đại học hoặc là cao đẳng với cả cái môi trường thực tế các bạn làm việc là gì. Khi mà các bạn học ở các trường hoặc các bạn học ở những khóa học ở bên ngoài ấy, thường thường người ta dành rất là nhiều thời gian để cho các bạn cái bước xây dựng mô hình này. Người ta xây dựng là có những cái mô hình này này, mô hình này ưu điểm là gì, mô hình kia ưu điểm là gì này, xây dựng mô hình có những cái bước gì này, rồi làm sao để có thể improve mô hình, tức là ví dụ là cái mô hình của bạn có cái độ, có cái accuracy là 80%, đúng không? Có độ chính xác là 80%, thì làm sao để nâng lên thành 82, 83, 84%. Thì đây sẽ là những cái thứ mà trong quá trình các bạn học người ta đề cập rất là nhiều. Nhưng sau này trong cái quá trình các bạn đi làm ấy, đây thường là cái bước mà các bạn gần như là các bạn gọi là gì nhỉ, các bạn ít phải tốn công sức nhất. Vì sao như vậy? Thì bây giờ thường cái mô hình người ta có sẵn rồi, thường các bạn chỉ là các bạn chọn xem các bạn thích dùng cái mô hình nào, các bạn chọn và sau các bạn train thế thôi, các bạn không cần phải xây dựng từ đầu, đúng không? Các bạn chỉ cần là tôi thích mô hình này, tôi thấy mô hình này ok, mô hình kia ổn, cứ thế mà chạy thôi, đúng không? Phần lớn thời gian nó mới là lâu ấy, nó chỉ là cái bước nó huấn luyện mô hình nó lâu thôi, chứ còn cái bước mà các bạn xây dựng cái thứ thì nó chỉ là một hai dòng code các bạn, đúng không? Thư viện nó có rất là sẵn rồi, thư viện bây giờ nó hỗ trợ các bạn rất nhiều những cái mô hình khác nhau rồi, các bạn chỉ cần gọi ra đúng một dòng là các bạn sẽ có cái mô hình đấy. Thì đây là một cái sự khác biệt rất là nhiều giữa cái môi trường. Tất nhiên là ở các trường đại học người ta muốn dạy cho các bạn hiểu bản chất, nên là người ta phải dạy từ đầu, đúng không? Chứ người ta không thể nào mà các bạn bảo các bạn là cứ gọi thư viện đi, đừng có quan tâm gì cả, cứ gọi thư viện đi, đúng không? Trong quá trình học các bạn phải hiểu bản chất, nhưng mà sau này trong quá trình các bạn đi làm ấy, là người ta chỉ gọi đúng một hai dòng là người ta xong cái mô hình rồi. Thế đây là một cái sự khác biệt khác giữa môi trường học việc, giữa môi trường làm việc và môi trường hàn lâm. Thế
Bước thứ 6 là các bạn sẽ đánh giá mô hình, có nghĩa gì? Các bạn đã xây dựng xong mô hình rồi, các bạn phải đánh giá xem là nó có đủ tốt hay không. Đấy, cũng giống như là chúng ta ngày xưa đúng không? Các bạn ngày xưa các bạn đi học đúng không? Các bạn trong một cái học kỳ các bạn học hàng ngày, các bạn học hàng tuần, các bạn học, đây chính là cái quá trình huấn luyện đúng không? Huấn luyện xong thì đến một lúc đấy chúng ta cũng phải đi thi đúng không? Thì cái lúc mà các bạn đi thi, các bạn lúc các bạn đi thi bài thi tốt nghiệp cấp 3 hoặc là các bạn thi đại học ấy, thì đây chính là cái bước mà model evaluation, tức là gì, các bạn sẽ được đánh giá đúng không? Đánh giá để xem là cái quá trình các bạn huấn luyện đấy có tốt hay không đúng không? Và sau cái bước này nó sẽ là một cái bước cuối. Cái bước này nó là một cái sự khác biệt nữa giữa môi trường Hàn Lâm, môi trường học ở những trường đại học cao đẳng và môi trường thực tế là gì? Khi các bạn học ở trường đại học, không ai người ta dạy các bạn cái bước này, cái bước mà model deployment này. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, các bạn cứ thử để ý mà xem, không có một cái khóa học online nào, không có một cái trường học nào người ta dạy các bạn là cái mô hình sau khi các bạn huấn luyện xong, các bạn đánh giá xong, đem đi triển khai nó như thế nào. Học ở trên trường ấy, người ta chỉ dừng ở cái bước model evaluation thôi, tức là xây dựng xong mô hình có độ chính xác là từ này, thế là xong rồi. Sau các bạn chỉ có cải thiện cái mô hình đấy, thế là hết, thế là hết, không còn một cái gì nữa. Nhưng sau này các bạn đi làm, các bạn sẽ phải xử lý một cái bước nó rất là đau đầu nữa là bước model deployment, tức là các bạn đem cái mô hình nó đi triển khai. Vì sao mẹ nói như vậy? Thì ví dụ nhá, bạn nào mà làm về deep learning, các bạn xây dựng những cái mô hình nó rất là tốt rồi, sau các bạn sẽ phải đưa nó vào trong những cái thiết bị nhúng, ví dụ là các bạn cho vào trong điện thoại của các bạn, hoặc các bạn đưa vào trong những cái camera chẳng hạn đúng không? Thì đây là cái bước này làm sao để các bạn có thể đưa được cái mô hình vào trong những cái thiết bị đấy, thì đây là một cái bước gọi là model deployment. Bước này nó rất là phức tạp. Vì sao lại như vậy? Tại vì thường thường ấy, những cái thư viện mà nó giúp cho các bạn chạy mô hình ấy thì nó chỉ là thuận tiện cho các bạn trong việc code thôi, chứ nó chưa được optimize, nó chưa được tối ưu về mặt bộ nhớ, về mặt thời gian chạy. Thế là trước khi mà các bạn đưa vào trong những cái thiết bị như là điện thoại này, camera này, đây là những cái thiết bị mà có cái memory nó rất là bé đúng không? Cái memory nó rất là bé, nó rất là hạn chế, các bạn không thể để một cái mô hình to bình các bạn cho vào được, các bạn sẽ phải thu nhỏ mô hình làm sao cho mô hình nó bé đi mà cái độ chính xác nó vẫn, độ chính xác nó vẫn đảm bảo này, và tốc độ chạy nó phải nhanh. Thế thì cái bước này nó là bước rất là ngốn thời gian. Cái bước 1 và bước cuối này, cái bước data collection và bước model deployment, đây là hai cái bước mà nó tốn, theo quan điểm đánh giá của mình, đây là những bước tốn thời gian nhất trong bất kỳ một cái machine learning hay là deep learning pipeline nào. Nhưng trong cái quá trình các bạn đi học thì các bạn hầu như các bạn chỉ được học bước 2 đến bước 6 mà thôi. Đấy, thì đây là một cái mô trình, đây là một cái mô hình, một cái pipeline hoàn chỉnh. Nếu sau này các bạn có đi làm ở công ty, các bạn sẽ phải trải qua đủ các cái bước như thế này. Thế và đây mình để cái bước 1 với bước 7 nó cùng một cái màu để cho các bạn thấy là hai cái bước này nó chính là hai cái thứ mà bình thường chúng ta đi học chúng ta không được động đến. Ngày xưa mình đi học cũng thế, chả ai người ta dạy như này, chả ai người ta nói cho mình là dữ liệu lấy từ đâu cả, người ta đưa cho mình sẵn dữ liệu mình làm thôi. Đến cuối xây dựng xong mô hình, chạy được cái độ chính xác đủ cao rồi, thế là xong, xong không có một cái gì khác nữa. Thế chỉ lúc mà đi làm rồi thì mới được biết đến hai cái bước này mà thôi. Rồi, ok, có nào có câu hỏi gì không? Không, anh là cho em hỏi cái môn đồ dịch của mình là thường thường là nó sẽ liên quan đến memory management đúng không anh? Và nguồn bộ nhớ, quản lý bộ nhớ. Thì thường nó sẽ liên quan đến, ví dụ nhá, các bạn trên môi trường trong deep learning nó liên quan đến GPU. Tức là nói này nhá, ví dụ bạn trên một cái mô hình trong deep learning, các bạn hay dùng PyTorch hoặc TensorFlow hoặc Keras đúng không? Những cái mô hình này thì cái, tại vì đây những cái mô hình các bạn thường các bạn sẽ chạy trên laptop và PC là những cái thứ mà nó có nhiều memory thì không sao. Nhưng mà khi mà các bạn muốn đưa vào trong camera các thứ, các bạn làm sao cho cái mô hình nó, cái mức độ tiêu tốn memory nó bé đi, nó chạy nhanh hơn đúng không? Thì lúc ấy các bạn mới đưa được vào những cái thiết bị bé bé như là điện thoại này chẳng hạn đúng không? Thế cái quản lý bộ nhớ thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Cái quản lý cái cách tính toán thì nó sẽ là phần lớn hơn. Tức là ví dụ là người ta sẽ có những cái layer trong deep learning, nó có những cái layer khi mà các bạn đưa vào deployment, nó sẽ gộp những cái layer này vào với nhau để làm gì, để tăng cái tốc độ tính toán và giảm cái bộ nhớ đi. Ok, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Ok, thì nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì các bạn cho mình xin 30 giây nhé. Cho mình ra 30 giây, mình ra mình ngoài có tiếng chuông cửa, cho mình xin 30 giây nhé. Ok, rồi mình quay lại rồi. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì về phần machine learning pipeline này nữa không? Nhưng mà tất nhiên mình nói vậy thôi. Còn các bạn ấy, khi mà các bạn cũng còn đang đi học ấy, các bạn cứ tập trung cái bước 2 đến bước 6 cho mình thôi. Còn cái bước 1 đến bước 7 ấy,
Bước 1 với bước 7 thì khi nào các bạn đi làm các bạn sẽ tự có kinh nghiệm, chứ chả ai bắt các bạn là lúc các bạn đang ngồi trên ghế đại học hay là cao đẳng mà các bạn phải biết được cái bước 1, bước 7 này, cái đấy là không bao giờ có nhá. Trong các bạn mà đang trong quá trình học ấy, các bạn cứ tập trung bước 2 đến bước 6 cho mình thôi, thế là tốt lắm rồi nhá. Mình nói cho các bạn chỉ để biết là sau này khi các bạn đi làm các bạn sẽ phải đối mặt với những cái gì thôi, chứ không phải là mình đề cập đây để bắt các bạn là các bạn ngay từ bây giờ các bạn phải biết hai hai bước này. Thì bây giờ data collection thì khi nào các bạn đi làm công ty cụ thể các bạn biết là yêu cầu là gì, các bạn mới biết là các bạn cần collect cái gì đúng không? Còn model deployment cũng thế, các bạn phải biết là công ty các bạn triển khai ứng dụng trên di động hay là triển khai trên camera hay là triển khai trên trong một cái thiết bị điều khiển từ xa gì đấy đúng không? Thì các bạn phải đến lúc các bạn đi làm rồi các bạn mới biết, chứ bây giờ đang ngồi học làm sao mà các bạn biết được đúng không? Rồi ok, thì chúng ta đến cái phần đến phần gần như là phần cuối nhá, gần như là phần cuối nhá, tức là cách mà đánh giá những cái mô hình trong machine learning. Đây bây giờ để cho đơn giản chúng ta hãy nói về cái bài toán rất là cơ bản là bài toán classification, mà cụ thể ở đây là binary classification, tức là bài toán phân chia nhị phân. Thế thì trong bài toán binary classification làm sao để chúng ta có thể đánh giá được xem là cái mô hình nó perform, tức là cái performance của mô hình nó là tốt hay là không. Thế thì bình thường cái metric mà cơ bản nhất mà ai cũng có thể nghĩ đến nó là cái accuracy. Nó là cái accuracy nghĩa là độ chính xác, có nghĩa là gì? Độ chính xác chỉ đơn giản là nó bằng cái nó là một cái tỷ lệ giữa cái dự đoán chính xác chia cho tổng số dự đoán thôi đúng không? Tức là ví dụ là các bạn đưa ra dự đoán 100 lần, các bạn đúng 70 lần đúng không? Thì độ chính xác của bạn là 70%. Thế. Nhưng mà tuy nhiên cái accuracy này không phải lúc nào nó cũng hữu ích. Vì sao lại như vậy? Các bạn ý này, có những cái trường hợp mà có những cái bộ dataset ấy mà nó rất là mất cân bằng, ví dụ như có những bộ dataset về xem là người người ta có bị ung thư hay không, thì các bạn có thể để ý này, trong 100 người đi khám người ta có bị ung thư ấy thì chỉ may chắc là chỉ có khoảng 2-3 người người ta bị ung thư thôi đúng không? Có nghĩa là cái tỷ lệ giữa người mà không bị ung thư với người, tức là những người bị người ta khỏe mạnh với những người bị ung thư nó rất là chênh lệch đúng không? Tức là 97% chia cho 3%. Thế thì nếu mà bây giờ trong những cái mô hình này các bạn mà dùng cái accuracy để các bạn đánh giá ấy, thì nếu mà các bạn có một cái mô hình mà nó dự đoán tất cả mọi người đều là khỏe mạnh cả, tức là dù là người khỏe nó cũng bảo là khỏe mà người bị ung thư nó cũng bảo khỏe, tức là một cái mô hình nó chả học được cái gì cả, lúc nào nó cũng nhắm mắt nhắm mũi nó bảo là người ta bị ung thư, thì một cái mô hình nó tồi như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn đánh giá cái accuracy nó vẫn được 97%. Vì sao? Tại vì là 97% dữ liệu các bạn là người ta khỏe mạnh mà. Hay trong những cái trường hợp này thì các bạn thấy là accuracy nó rất là cao nhưng mà nó cũng chả thể hiện cái điều gì cả. Thế trong cái trường hợp nó như thế này thì chúng ta sẽ phải có thêm một vài những cái metric khác để làm sao nó có thể giúp cho chúng ta đánh giá được cái performance, cái hiệu năng của mô hình trong trường hợp mà dữ liệu nó không có balance. Nhưng mà thực tế sau này khi mà các bạn đi làm ấy, hầu hết những cái dữ liệu mà các bạn sẽ làm việc cùng nó sẽ là những cái dữ liệu mà mất cân bằng, tức là những cái dữ liệu mà có một cái class nào đấy nó có số lượng data nó gấp rất là nhiều chục lần những cái class còn lại. Chứ còn ít khi mà các bạn đi làm ở ngoài mà các bạn gặp được những cái bộ dữ liệu mà balance lắm. Những cái bộ dữ liệu mà balance ấy, những cái bộ dữ liệu cân bằng ấy, các bạn hầu hết các bạn chỉ gặp trong cái quá trình các bạn học ở trên trường đại học mà thôi. Thế thì bây giờ trước khi mà để nói về những cái metric khác thì bây giờ chúng ta sẽ nói như này. Với một bài toán binary classification, các bạn có hai class, thì trong đó cái việc đầu tiên các bạn làm là các bạn hãy chọn ra một cái class mà các bạn quan tâm hơn. Các bạn sẽ gọi nó là cái class positive, mà cái class các bạn ít quan tâm hơn là cái class negative. Thì bây giờ ở đây giả sử bây giờ chúng ta đang xây dựng cái mô hình để triển khai ở những cái phòng phòng khám tư để dự đoán xem là một người người ta có mang thai hay không nhá. Thế bây giờ chúng ta giả sử chúng ta đang quan tâm đến người người ta có mang thai hay không đúng không? Thì bây giờ các bạn hãy coi như là cái class mà pregnant, tức là cái class mang thai, đó là class positive đúng không? Hay còn cái class negative sẽ là cái class mà những người người ta không mang thai. Thế. Thế bây giờ mỗi một khi mà bây giờ nhá, mô hình nó dự đoán cho một người xem người ta có mang thai hay không ấy, thì cái dự đoán của mô hình này nó sẽ rơi vào một trong bốn trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy là cái trường hợp mà góc dưới cùng bên trong cái hình 2x2 này đúng không? Các bạn nhớ trường đầu tiên là cái trường hợp góc dưới cùng bên phải là cái trường hợp true positive. True positive nghĩa là gì? True positive có nghĩa là cả dự đoán và cả cái giá trị thực tế đều là thuộc về cái class positive. Hay trường hợp này có nghĩa là gì? Trường này có nghĩa là cả cái bệnh nhân đến khám, tức là cái bệnh nhân đến khám người ta là mang thai và cái mô hình của các bạn bảo là người ta đúng là người ta mang thai thật, thì đây là trường hợp true positive. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp ở phía trên nó là trường hợp false positive. False positive nghĩa gì? Có nghĩa là mô hình đưa ra dự đoán là class positive, có nghĩa gì? Tức là mô hình thì bảo là đây là người người ta mang thai nhưng mà thực tế người ta lại không mang thai, đúng không? Đây là cái trường hợp mà false positive, tức là cái dự đoán thì là về cái class positive nhưng mà cái giá trị thực tế nó là class negative. Thế. Thì bây giờ tiếp theo này, tiếp theo các bạn thấy là có cái trường hợp thứ ba nữa là false negative. False negative thì lại ngược lại, false negative nghĩa gì? Có nghĩa là dự đoán thì là class negative nhưng thực tế là class positive, hay nói khác là gì? Dự đoán là người ta không mang thai
nhưng mà thực tế người ta lại mang thai. Đấy, đúng không? Thì hai cái trường hợp rồi nó khác nhau là gì? Tức là một cái là người ta không mang thai mà bảo là người ta mang thai, còn một cái là người ta mang thai thật mà lại bảo là người ta không mang thai, đúng không? Thế còn cái trường hợp cuối cùng là cái trường hợp là cả dự đoán và cả cái giá trị thực tế đều là cái class negative. Thế tức là người ta không mang thai và mô hình bảo là người ta không mang thai thật, đúng không? Thế thì trong trong bốn cái trường hợp này có hai trường hợp là sai và hai trường hợp là đúng, đúng không? True positive với cả true negative, đây là những cái dự đoán đúng. Thế còn hai cái trường hợp này là false positive và false negative, là hai trường hợp dự đoán sai. Thế thì cái false positive ý, cái false positive là cái trường hợp mà người ta không mang thai mà lại bảo người ta mang thai, đây người ta gọi là lỗi loại một. Thế còn cái trường hợp mà false negative nghĩa gì? Là người ta có mang thai thật mà lại bảo người ta không mang thai, thì đây nó gọi là lỗi loại 2. Thế nhé, bạn nhé, nhá. Lỗi loại 1 và lỗi loại 2. Thế bây giờ giả sử nhá, bây giờ thì bây giờ sau khi mà các bạn đã có, tức là một cái prediction bất kỳ khi mà các bạn phân loại, bao giờ nó cũng vào một trong bốn cái loại loại này. Thế, bao giờ nó vào một trong cái bốn loại này. Thế bây giờ ngoài cái metric, bây giờ cái metric accuracy là cái dễ nhất rồi. Cái accuracy công thức nó là gì? Nó bằng true positive cộng với true negative so chia cho tổng số lượng dự đoán. Đúng không? Thì các bạn nhìn này, true positive là những cái dự đoán đúng cho class positive. True negative là những cái dự đoán đúng cho class negative, thì cộng hai này lại sau chia cho tổng số lượng dự đoán này các bạn sẽ ra được cái độ chính xác accuracy. Nhưng mà như mình nói rồi, những cái bộ dữ liệu mà nó bị mất cân bằng ấy thì cái accuracy này nó không có nhiều ý nghĩa. Thế bây giờ người ta phải tìm ra một vài cái metric khác. Cái metric đầu tiên người ta sẽ tìm ra là cái precision. Cái precision công thức là gì? Các bạn nhìn thấy công thức nó là gì? Tử số nó là true positive. Này true positive đây đúng không? Thế còn mẫu số là true positive cộng với false positive, tức là nó là cái cột thứ hai này, đây true positive cộng với false positive đây, thì cái precision này nó thể hiện chúng ta là cái độ chính xác đối với cái class positive, tức là gì, tức là cái độ chính xác đối với cái class mang thai. Thế thế còn cái metric thứ hai là gì? Là recall. Recall thì nó lại, cái precision thì nó dùng vào cái cột thứ hai, còn cái recall thì nó lại phụ thuộc vào cái hàng thứ hai. Các bạn nhớ recall thì bằng tử số thì vẫn là true positive, tức là những cái dự đoán đúng, đúng không? Còn mẫu số là true positive cộng với false negative đây, thì cái recall lại thể hiện là cái độ bao phủ đối với những cái dự đoán về class positive. Thế tức là một cái, mình sẽ lấy một cái ví dụ này nhá. Giả sử các bạn đem cái mô hình đem đi triển khai ở một cái phòng khám, đúng không? Hôm nay có 20 người đến khám, người ta đến khám xem là người ta có mang thai hay không. Trong 20 người này có 12 người người ta thực sự mang thai nhá. Trong 20 người này có 12 người người ta thực sự mang thai và có 8 người là người ta không mang thai, đúng không? Thế thì bây giờ giả sử cái mô hình của các bạn nó đưa ra dự đoán là có 15 người mang thai và 5 người không, thì khi đó cái precision nó sẽ thể hiện cái điều gì? Precision nó sẽ được dùng để đánh giá là trong 15 người mà mô hình bảo là có mang thai ấy, thì bao nhiêu người là người ta thực tế người ta mang thai. Thì đấy là ý nghĩa của precision, đúng không? Tức là trong 15 người mà mô hình nó bảo là người ta có thai thì có bao nhiêu người người ta thực sự người ta mang thai. Thế còn về recall là gì? Recall là trong số 12 người mang thai thực sự có bao nhiêu người mà mô hình có thể phát hiện ra được. Đấy, đúng không? Tức là mình biết là trong 20 người đến khám có 12 người thực sự mang thai và 8 người người ta không có cái thai, đúng không? Thì bây giờ recall nghĩa là trong 12 người này có bao nhiêu người mà mô hình có thể phát hiện ra. Đây đây là cái sự khác biệt giữa precision và recall, đúng không? Công thức thì nó như này thôi, nhưng mà về mặt ý nghĩa các bạn thấy, tức là precision nó sẽ đánh giá cái mức độ chính xác của cái prediction của các bạn, còn recall nó sẽ dùng để nó đánh giá là cái mức độ bao phủ, tức là thực tế là có từng đấy người người ta như thế thì các bạn có thể tìm ra được bao nhiêu người. Đấy. Thế ngoài ra người ta còn có một cái metric nữa là người ta gọi là F1 score. Đây nó là cái coi như là một cái kiểu trung bình điều hòa giữa precision và recall. Công thức nó là bằng tích hai lần tích của precision recall chia cho tổng của chúng. Đấy thì này nó gọi là trung bình điều hòa. Đấy. Thì những cái các bạn ấy có một cái điểm này. Cái lỗi loại 1 và lỗi loại 2 ấy, đúng không? Cái false positive và false negative ấy, hai cái này chúng ta tức là nhìn chung chúng ta muốn là hai cái này nó càng thấp thì càng tốt, đúng không? Tại vì nó đều là lỗi mà. Lỗi loại 1 và lỗi loại 2 các bạn muốn nó càng thấp càng tốt. Nhưng trong thực tế không bao giờ các bạn có thể giảm được cả hai cái cùng một lúc. Các bạn mà muốn giảm false positive thì cái false negative nó sẽ tăng lên. Còn nếu các bạn muốn giảm false negative, các bạn muốn giảm false negative thì false positive nó sẽ tăng lên, tức là các bạn cứ giảm thằng này thì thằng kia nó sẽ tăng. Tương tự như vậy là với precision với recall. Precision với recall các bạn muốn là cả hai ông càng lớn thì càng tốt, nhưng mà không bao giờ các bạn có thể làm được như vậy. Cứ ông này tăng là ông kia sẽ giảm và ông này giảm ông kia sẽ tăng. Thì trong những cái ứng dụng thực tế các bạn sẽ phải, khi này sau này khi các bạn đi làm ở công ty các bạn sẽ phải biết là cái mô hình hiện tại của công ty của mình các bạn đang cần precision hay là các bạn đang cần recall.
Các bạn sẽ phải biết là các bạn đang cần gì, thì vì khi mà các bạn biết là các bạn đang cần cái gì rồi, các bạn sẽ có thể tập trung các bạn tối ưu cho cái đấy. Mình lấy một cái ví dụ như này. Mình lấy một cái ví dụ nhanh nhá. Ví dụ là như này nhá. Bây giờ giả sử nhá, bây giờ mình đang muốn tìm một cái list những cái quán ăn ngon ở Hà Nội chẳng hạn, đúng không? Mình đang tìm một cái list những cái quán ăn ngon ở Hà Nội. Thì bây giờ mình muốn làm một cái list, ví dụ là 10 quán ăn ngon, 20 quán ăn ngon chẳng hạn, đúng không? Thì khi mà mình tìm cái list quán ăn ngon ấy, theo các bạn thì mình cần precision hay mình cần recall? Nào bây giờ các bạn cho mình hỏi này, dựa vào cái mà mình vừa nói thì theo các bạn là khi mà mình muốn tìm cái quán ăn ngon, các bạn nghĩ là mình cần precision hơn hay là mình cần recall hơn? Các bạn có thể chat ở cái dòng text này, nếu mà các bạn hiểu cái mà mình vừa nói về precision với recall thì theo các bạn lúc này thì mình cần cái nào hơn? Cần recall. Nào có bạn nào nữa không? Nhá, cần precision nghĩa là gì? Cần precision. Rồi, còn nữa. Rồi. Nhớ đây mình thấy cho các bạn nhé, đúng không? Chúng ta muốn có một cái list của những cái quán ăn nó rất là ngon nhá, thì đúng không, chúng ta tức là ví dụ Hà Nội chẳng hạn, Hà Nội là Hồ Chí Minh chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có thể có cả nghìn quán ăn ngon, nhưng mà khi chúng ta muốn làm một cái list ấy, chúng ta chỉ một cái list mà 10 20 quán thôi. Có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta không cần phải lấy ra hết tất cả những cái quán ăn ngon của Hà Nội hay là Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ cần là những cái quán nào mà chúng ta cho vào list là nó phải thực sự ngon, cái gì ta chúng ta yêu cầu cái độ chính xác, hay chúng ta cần cái precision, đúng không? Tức là gì? Các bạn chỉ một cái top 10 quán ngon nhất Hà Nội, 10 quán ngon nhất Hồ Chí Minh mà thôi. Tức là các bạn không cần phải, tức là biết là có cả trăm cả nghìn quán ngon rồi, nhưng mà các bạn chỉ cần lấy một cái top 10 quán thôi. Thì nghĩa là gì? Các bạn không cần phải lấy hết tất cả, các bạn không cần phải tìm ra được tất cả những cái quán quán ngon trên cái thành phố này. Nhưng một khi mà các bạn đã cho vào list rồi là nó phải ngon thực sự, đúng không? Có nghĩa là trong cái trường hợp này các bạn cần precision, còn các bạn không cần recall, đúng không? 10 quán hay 20 quán trong vòng trên 100 hay 1.000 quán thì các bạn chỉ cần lấy một phần nhỏ thôi, nhưng đã lấy là nó phải đắt sắt ra miếng, là nó phải ngon thực sự, đúng không? Rồi, trong trường hợp này, đúng không? Trong trường hợp này là các bạn cần precision. Tiếp này, tiếp bây giờ mình có một câu hỏi khác các bạn này. Bây giờ mình muốn, ví dụ cái hồi đầu Việt Nam mình chống dịch ấy, đúng không? Các bạn thấy là Việt Nam mình chống dịch, thì bây giờ các bạn cho mình hỏi này. Bây giờ mình muốn xây dựng một cái mô hình để có thể tìm người người ta bị COVID để mình cho vào trại cách ly chẳng hạn, thì các bạn cho mình hỏi là trong trường này, ví dụ là mình coi là người bị COVID là class positive, người khỏe mạnh là class negative, thì theo các bạn trong cái trường này thì mình cần precision hay là mình cần recall? Nào có bạn nào nữa không? Có bạn nào có quan điểm nào khác nữa không? Rồi các bạn để ý nhá, đúng rồi. Trong trường này chúng lại cần recall, vì sao? Các bạn để ý mà xem, cái hồi đầu Việt Nam mình chống dịch ấy, đúng không? Ông nào mà chỉ có một tí triệu chứng thôi, tức là ông nào mà chỉ cần tiếp xúc với bệnh nhân F0 thôi, là F1, F2, F3 là mình cũng go hết, đúng không? Tức là kiểu bắt nhầm còn hơn bỏ sót đấy. Tức là gì? Tức là recall là gì? Recall đây là bắt được, tức là tìm được ra càng nhiều người người ta bị COVID càng tốt. Làm sao để các bạn có thể làm điều đấy, là các bạn phải, tức là những người nào mà người ta chỉ có những cái dấu hiệu bé tí thôi, những cái dấu hiệu rất là ít thôi về bị COVID là các bạn cũng go người ta hết đi. Thì đấy là cái cách mà để các bạn có thể tăng recall. Nhưng mà tất nhiên là khi mà các bạn tăng recall như vậy thì các bạn sẽ phải trả giá là cái gì? Là cái precision của bạn nó rất là thấp. Tức là gì? Các bạn bắt 10 ông, trong khi đó thì có khi là chỉ có một ông đấy bị COVID thật thôi, còn 9 ông kia ông đấy khỏe mạnh, đúng không? Tức là khi mà các bạn bắt kiểu này thì các bạn sẽ có cái precision nó rất là thấp, nhưng mà bù lại là recall nó rất là cao. Hoặc nếu mà các bạn muốn recall là 100% ấy, thì các bạn là bắt cả nước Việt Nam đi cách ly hết, đúng không? Cả nước Việt Nam có 100 triệu ông, các bạn cho đi cách ly hết, thì lúc này recall nó sẽ đúng bằng một luôn, nó cao ngất ngưởng luôn. Nhưng mà precision nó sẽ rất là thấp, đúng không? Thì có nghĩa là trong cái lĩnh vực chống dịch thì người ta lại cần recall chứ người ta không cần precision. Tức là người ta cần kiểu là bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Thà rằng bắt nhầm 10 ông khỏe mạnh còn hơn là để lọt một ông bị bệnh, đúng không? Đấy, thì trong cái trường hợp COVID thì chúng ta lại cần recall. Rồi bây giờ mình lại hỏi tiếp một cái nữa. Bây giờ trong lĩnh vực luật pháp, trong lĩnh vực luật pháp như này, đúng không? Trong lĩnh vực luật pháp thì các bạn cho mình hỏi này. Trong lĩnh vực luật pháp thì tất nhiên là bây giờ chúng ta mà là quan tòa, đúng không? Chúng ta muốn kết án, đúng không? Chúng ta muốn kết án xem là một người ta có tội hay không, thì bây giờ mình giả sử mình coi như là cái class positive là class có tội, còn class negative là class vô tội. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái lỗi loại 1 và lỗi loại 2. Thì bây giờ lỗi loại 1, đúng không? Cái form positive ấy. Cái lỗi loại 1 là gì? Cái lỗi loại 1 là người ta vô tội mà bạn bảo là người ta có tội. Còn lỗi loại 2 là gì? Là người ta có tội nhưng bạn lại phóng thích, bạn lại bảo người ta vô tội. Thì các bạn cho mình hỏi này, tất nhiên hai cái lỗi này nó đều tồi tệ cả, nhưng các bạn cho mình hỏi là dưới cái góc nhìn của luật pháp mà nói thì trong hai cái lỗi này người ta sẽ muốn giảm thiểu cái lỗi nào?
người ta sẽ muốn giảm thiểu cái lỗi là bắt nhầm hay là người ta muốn giảm thiểu cái lỗi thả nhầm. Nào các bạn cho mình xem là lỗi này hai đúng không? Rồi, các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Nào, theo các bạn là người ta muốn giảm thiểu cái sự bắt nhầm hay là người ta muốn giảm thiểu cái sự thả nhầm? Người ta sẽ giảm thiểu cái việc là người ta bắt nhầm người vô tội hay là người ta muốn giảm thiểu cái sự là thả nhầm kẻ có tội? Nào các bạn khác nữa thì sao? Nào các bạn khác nữa. Mình muốn nghe thêm một vài quan điểm của một vài các bạn nữa. Rồi, chính xác, đúng rồi. Những bạn nào mà nói về lỗi lệ. Đúng rồi, những bạn nào nói về lỗi lệ, đúng rồi. Tức chúng ta muốn giảm lỗi lệ hai. Vì sao lại như vậy? Tức là gì? Tức là thà rằng các bạn thả nhầm những kẻ tội phạm còn hơn là bạn bắt nhầm người ta, đúng không? Bây giờ các bạn nghĩ xem, các bạn bắt nhầm người ta chả có tội gì, bây giờ các bạn bắt người ta ngồi tù 10 20 năm đúng không? Các bạn thấy là báo ở bên Mỹ đúng không? Nó hay làm dùm beng những cái việc là bắt nhầm người này người ta chịu án oan 10 năm, 20 năm, 30 năm, chứ bao giờ có mấy khi người ta ghi những cái bài báo là không kết tội được thằng này, không kết tội thằng kia đâu, đúng không? Tức là về lĩnh vực luật pháp, tất nhiên là cái việc mà các bạn bắt nhầm hay là các bạn thả nhầm nó đều tồi tệ cả. Nhưng mà thà rằng người ta thả nhầm kẻ có tội còn hơn là người ta bắt nhầm người vô tội, đúng không? Thế trong điều này người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ cố gắng người ta giảm cái lỗi loại hai đi, đúng không? Giảm lỗi loại hai đi. Thế đây là trong lĩnh vực luật pháp. Thế các bạn thấy không? Tức là trong những cái lĩnh vực khác nhau, các bạn sẽ phải biết là các bạn sẽ phải tập trung vào cái gì, đúng không? Trong lĩnh vực này các bạn phải tăng precision, trong lĩnh vực kia các bạn phải tăng recall, đúng không? Trong cái trường hợp lĩnh vực luật pháp rồi, nghĩa gì là các bạn phải tăng precision, nghĩa gì? Tức là các bạn đã không kết tội thì thôi, nhưng một khi các bạn đã kết tội thì nó phải chắc chắn, đúng không? Khi các bạn đã bảo nó là kẻ có tội thì nó phải là kẻ có tội, chứ không thể nào mà 50-50 được. Thế thế mà tiếp này, thế bây giờ trong lĩnh vực, ví dụ là trong lĩnh vực chuẩn đoán bệnh đi các bạn, trong lĩnh vực chuẩn đoán bệnh thì các bạn xem thế nào. Trong lĩnh vực chuẩn đoán bệnh thì bây giờ nhá, giả sử bây giờ mình muốn xây dựng một cái mô hình mà dự đoán xem người ta có bị ung thư hay không dựa vào cái ảnh chụp X quang đi, đúng không? Ảnh chụp X quang là cái ảnh chụp mà các bạn áp người vào cái máy X quang đấy. Thế bây giờ input là cái ảnh chụp đấy, mô hình nó sẽ bảo rằng người đấy có nguy cơ bị ung thư hay không. Thế bây giờ mình chọn cái class positive là cái class mình quan tâm hơn là cái class ung thư, đúng không? Ung thư là class positive, còn không bị ung thư là class negative. Thế bây giờ hai cái lỗi loại 1 và loại 2. Lỗi loại 1 là gì? Lỗi loại 1 là người ta không bị ung thư mà bạn bảo người ta bị ung thư. Còn lỗi loại 2 là gì? Là người ta bị ung thư thật mà bạn lại bảo là người ta khỏe mạnh. Thế cho các bạn cho mình hỏi là trong cái trường hợp này theo các bạn chúng ta phải giảm cái lỗi nào? Chúng ta phải giảm lỗi loại 1 hay chúng ta phải giảm lỗi loại 2? Nào nhá, lỗi loại một là gì? Lỗi loại một là người ta không bị ung thư mà bạn bảo là người ta bị ung thư. Còn lỗi loại hai là người ta bị ung thư thật mà bạn lại bảo là người ta không bị làm sao cả. Thì theo bạn là trong hai này các bạn phải giảm lỗi nào? Rồi các bạn để ý nhá. Nào, đây là về phần domain, đây là về phần domain knowledge nhá. Đây là cái phần như mình bảo đấy, tức là các bạn chỉ có thể, đúng không? Các bạn chỉ có thể tích lũy, đúng không? Domain expertise là gì? Các bạn chỉ có thể tích lũy mà khi các bạn đi làm trong lĩnh vực đấy mà thôi. Thế đây các bạn nghe mình phân tích nhá. Các bạn nghe mình phân tích nhá, thế này. Bây giờ các bạn cho mình hỏi này. Đây là giả sử nhá. Bây giờ nếu mà các bạn đi khám bệnh. Các bạn đi khám tầm soát ung thư mà các bạn nhận cái kết quả là các bạn dương tính, tức là các bạn bị ung thư, các bạn sẽ làm gì? Nào, các bạn có thể bật mic là các bạn nói cho mình, tức là nếu mà ok cái đoạn khóc lóc thì bỏ qua đi, nhưng mà sau khi mà các bạn nhận được cái kết quả các bạn bị ung thư, các bạn thường các bạn sẽ làm gì? Bạn nói đi. Mình không nghe rõ lắm. Bạn có thể nói to hơn tí được không? To hơn một tí nữa thì tốt, sợ các bạn khác khó nghe. Alo, Ờ rồi, ok rồi. thì nếu mà mình có kết quả là dương tính thì chắc chắn là người ta tinh thần sẽ rất là suy sụp Đúng rồi. và không muốn làm cái việc gì nữa. Ừ. Người ta chỉ nghĩ đến cái việc là, người ta chỉ nghĩ đến việc là cái chết thôi. Ừ. Thì lúc đấy là nói chung là tinh thần Ok. chỉ mong chờ cái chết, nó rất Ok. là negative. Ok, rồi ok.
Ok, còn bạn nào khác không? Nào, các bạn khác, nhưng mà giả sử nhá, tất nhiên không ai mong muốn bị cả, thế bây giờ, nhưng mà giả sử nếu mà hôm nay một hôm đẹp trời các bạn đi khám tầm soát ung thư, đúng không? Đợt tới mình về Việt Nam mình cũng sẽ đi khám thử một lần xem có vấn đề gì không. Rồi, bạn nói đi, nếu mà bây giờ các bạn nhận cái kết quả đấy bạn sẽ làm gì? Theo em thì kiểu như là nếu mà bỏ qua cái giai đoạn mà kiểu mình cảm xúc á, thì em nghĩ đó là mình sẽ tìm cái biện pháp mình chữa trị, bởi vì mình cũng chưa biết lúc đó là mình được tầm giai đoạn mấy, Rồi. thì Ok, nếu rồi. mà giai đoạn đầu thì mình sẽ đi tìm biện pháp, còn Ok. nếu giai đoạn cuối thì Ok. có thể là cái biện pháp nó tỷ lệ ít hơn, nhưng mà em nghĩ cũng đa số thì vẫn nhiều. Rồi. Ok, bạn bạn nào nữa nhỉ? À, theo mình thì mình sẽ đi kiểm tra chỗ bệnh viện khác để Đúng coi có rồi, phải chăng chính nó giống xác, mình. đúng rồi, chính xác, đây chính là cái keyword mình cần. Các bạn để ý nhá. Các bạn hãy phân biệt đi, đúng không? Tâm lý của chúng ta chả cần bị ung thư đâu, bây giờ chỉ bị một cái bệnh gì, ví dụ bị Covid chẳng hạn, đúng không? Các bạn sẽ đi khám lại ngay, có nghĩa gì? Nếu mà kết quả nhá, các bạn để xem tâm lý của người bệnh là gì. Nếu mà khám ra bị một cái bệnh nghiêm trọng thì thường người ta hay có tâm lý là người ta đi khám lại, như cái bệnh nhân mà bạn Trung đúng không? Bạn Trung vừa nói, tức là gì? Chúng ta tâm lý là gì? Nếu mà khám ra kết quả là lành thì chúng ta thường chúng ta sẽ đi ăn chơi vui vẻ, chúng ta chả để ý gì, đúng không? Thôi, ví dụ là đi khám mà thấy là chả có bị gì, không bị tiểu đường, không bị mỡ máu là chúng ta vui vẻ thôi, đúng không? Nhưng nếu mà khám ra một cái bệnh gì, thường trước khi cái tâm lý là gì, sẽ là chúng ta sẽ đi khám lại ở chỗ khác để xem có chắc hay không. Thì các bạn hãy thử vào cái trường này đi. Bây giờ giả sử các bạn đi khám, cái mô hình nó khám ra nó bảo là bạn bị ung thư, đúng không? Ok, khóc lóc suy sụp là ok rồi, nhưng mà việc các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ đi khám lại ở chỗ khác. Mà lúc khi các bạn đi khám lại ở chỗ khác thì khả năng cao là các bạn sẽ có được cái kết quả đúng, đúng không? Thì có nghĩa là gì, cái việc mà cái mô hình nó dự đoán sai, nó tồi thì đúng rồi, nhưng mà nó cũng không gây ra cái hậu quả gì nghiêm trọng lắm. Thế bây giờ đảo ngược lại đi, thế nếu mà người ta bị ung thư thật, người ta có tế bào ung thư thực tế, đúng không, mà bây giờ mô hình bảo là người ta khỏe, đúng không, thì rõ ràng chúng ta tâm lý là chúng ta nhận cái kết quả khỏe thì dại gì mà đi khám lại, đúng không? Thì chúng ta chỉ vui vẻ ăn chơi, đúng không? Tức là rõ ràng người bị ta bị ung thư, người ta bắt đầu người ta phải hóa trị này, người ta phải thuốc này, người ta phải đủ làm các thứ ABC XYZ, làm đủ các trò con bò, đúng không, để người ta làm sao mà người ta ngăn cái quá trình mà cái tế bào ung thư nó phát triển lên, đúng không? Thì bây giờ nếu mà bạn bảo người ta là người ta không bị làm sao, người ta cứ đi ăn uống bia rồi uống thuốc rồi làm đủ các thứ, đúng không, thì nó sẽ hại cho người ta hơn, đúng không? Thế có nghĩa là gì, trong cái lĩnh vực, đúng không, tức là trong cái lĩnh vực mà chuẩn đoán bệnh ấy, đúng không, thì cái mà người ta cần là gì, người ta cần cái recall, có nghĩa là gì, người ta phải làm cố gắng tìm được ra càng nhiều người người ta bị cái bệnh đấy càng tốt. Chấp nhận là cái việc là sẽ có một lượng người người ta bị dự đoán sai, đúng không? Tại vì là đúng rồi, như các bạn mà bạn vừa nói, đúng không, bị những cái bệnh nguy hiểm đấy là thường bao giờ người ta cũng đi khám lại, chứ không có ai mà chỉ cầm mỗi một cái tờ bệnh ung thư là cứ thế mà nhận điều trị đâu, người ta sẽ chạy ra cái bệnh viện khác, đúng không? Ví dụ mình khám ở Thanh Nhàn thì mình thấy bị ung thư, mình chạy ra ngay Bạch Mai hoặc là vào viện C hoặc là 108 chẳng hạn, đúng không? Chứ không bao giờ mà các bạn chỉ cầm mỗi một cái tờ đấy mà các bạn thế mà các bạn khóc đâu, đúng không? Thế nghĩa là trong lĩnh vực bệnh viện thì các bạn lại phải tối ưu cái recall, đúng không? Tất nhiên là không ai muốn là đưa cái dự đoán sai, nhưng mà các bạn phải tập trung vào cái dự đoán sai nào mà nó, tức là các bạn phải tập trung vào tối thiểu cái dự đoán sai nào mà nó nghiêm trọng hơn, có nghĩa gì, tức là những cái người mà người ta bị bệnh ý mà bạn bảo người ta lạnh mà bạn bảo người ta lành, đấy là những thứ mà phải cố gắng hạn chế càng nhiều thì càng tốt. Và tất nhiên là khi mà các bạn muốn hạn chế này thì các bạn sẽ bị tăng cái kia, có nghĩa là sẽ có nhiều người người ta khỏe mạnh, có thể người ta chỉ bị một cái cục u gì ấy thôi, nhưng mà mô hình lại phát hiện sai, nó bảo là bị ung thư, đúng không? Đấy, thì đây là những cái ví dụ, các bạn thấy không, ở những cái lĩnh vực khác nhau có những cái lĩnh vực các bạn cần precision, nhưng lại có những cái lĩnh vực mà các bạn cần recall, đúng rồi. Nhưng mà bạn Trần Tý bạn nói đúng rồi, tức là đi khám tiết, đúng không? Không bao giờ mà các bạn có những cái kết quả nguy hiểm như thế, đúng không? Bị Covid người ta sẽ đi khám lại, đúng không? Các bạn để ý cái hồi mà cách đây 2 năm mình bị Covid, đúng không? Thì người ta sẽ đi khám rất nhiều, người ta lấy cái que thử các thứ rất nhiều thử, chứ có bao giờ mà khám một cái là người ta dừng lại ngay đâu, đúng không? Thế thì đây là những cái ví dụ trong cái lĩnh vực khác nhau. Chỉ sau này khi nào các bạn đúng không? Chúng ta sẽ làm những cái lĩnh vực khác nhau, mình làm một lĩnh vực thể thao, có thể là các bạn sẽ làm về lĩnh vực banh này, đúng không? Các bạn làm về ngân hàng này, các bạn làm về tài chính này, các bạn làm về lĩnh vực y tế này, các bạn làm về lĩnh vực quân đội này, tức là mỗi một cái lĩnh vực các bạn sẽ lại có những cái nó khác nhau, đúng không? Thế thì với tùy cái lĩnh vực của các bạn sẽ phải xem là cái mô hình của bạn, các bạn cần cái gì? Các bạn cần precision hay là các bạn cần recall? Thì các bạn cần, khi mà các bạn biết là các bạn cần cái gì rồi, thì các bạn sẽ có thể thay đổi cái ngưỡng, tức là ngưỡng là gì? Tức là ví dụ này, bình thường nhá. Bây giờ các bạn đang dự đoán một người bị Covid là 50%, tức là người ta 50% người ta bị thì các bạn bảo là người ta Covid, dưới 50 thì các bạn bảo là người ta bình thường, đúng không? Bây giờ các bạn muốn tăng cái recall lên, các bạn muốn tăng cái số lượng người bị Covid mà các bạn phát hiện đi, các bạn chỉ đẩy cái ngưỡng ấy thôi, tức là các bạn giảm từ 50 các bạn về 10 đấy, tức là gì? Bây giờ chỉ có người nào mà 10% có khả năng bị Covid là các bạn cũng bảo người ta bị Covid, thì các bạn sẽ tăng được cái recall.
nhưng mà các bạn sẽ bị giảm cái precision đi. Còn ngược lại, các bạn muốn tăng cái khả năng chính xác, tức là các bạn muốn tăng cái khả năng là ví dụ là quan tòa đúng không, mà muốn phán là một kẻ có tội, tức là kẻ đấy nó phải 90% nhân chứng vật chứng là có tội thì mới kết tội. Thế còn dưới 90% là thả người ta đi đúng không, thì lúc đấy các bạn sẽ có cái precision nó cao hơn. Thế thì đây là cái như là mình nói, tức là hai cái giữa precision với cái recall này ý, tức là những cái bạn nào mà mới học ấy thì rất là dễ bị nhầm lẫn. Bản thân mình ngày xưa cũng vậy, ngày xưa mình mới học rất hay bị nhầm cái này, mà cứ một thời gian bỏ qua đi không có để ý nó, lúc quay lại là lại phải ngồi học lại từ đầu. Nhưng mà đây là sẽ những cái thứ nó rất là quan trọng, nhất là những bạn nào sau này các bạn đi xin việc, các bạn đi xin những cái việc intern, những cái việc job đầu tiên ấy, người ta rất hay người ta hỏi này, cái precision với cái recall với cả cái lỗi loại một lỗi loại hai là hai thứ người ta rất hay hay hỏi. Người ta hay có cái kiểu câu hỏi bẫy như này, đó là gì, làm sao để có thể giảm được cả lỗi loại một và lỗi loại hai đúng không. Các bạn mà chiến các bạn đưa ra bất kỳ một cái phương án nào là các bạn dính bẫy rồi, hai cái lỗi loại một và lỗi loại hai này không bao giờ có thể cùng giảm được. Hoặc là người ta hỏi là làm sao để có thể tăng được, tức là người ta sẽ có một vài những cái câu hỏi kiểu dẫn đường trước để cho các bạn nói về, tức là làm sao để các bạn thốt ra được cái từ precision với recall. Sau người ta sẽ có một cái câu hỏi bẫy là làm sao để có thể tăng được precision và recall cho cùng một cái mô hình đúng không. Các bạn mà bảo là có tôi làm cách A cách B cách C là theo là các bạn dính bẫy rồi đúng không. Đấy thì đây những cái câu hỏi mà rất hay bị hỏi khi các bạn đáp ra những cái job về data science. Thế rồi, và nếu mà trong trường nào mà chúng ta không biết là chúng ta nên chọn precision hay là recall thì có cái F1, nó là cái trung hòa ra cái này đúng không, và cái accuracy thì nó là chung. Thế còn cái precision recall với F1 nó sẽ là cho riêng từng class. Thế gì bây giờ các bạn đang set cái class mang thai thì cái class mang thai là dương, là cái class positive, class không mang thai là negative. Sau đó các bạn có thể đổi vai trò của chúng, các bạn lại tính ra những cái precision recall về F1 mới đúng không. Thì thường thường người ta sẽ chọn cái class nào người ta quan tâm hơn đúng không, class mang thai, class có tội, người ta class bị covid này đúng không, class những cái quán ăn ngon chẳng hạn đúng không. Đây là những cái class mà các bạn quan tâm thì người ta sẽ chọn đây là class positive, và người ta sẽ tính tất cả những cái liên quan đến precision recall với cả F1 cho cái class này. Rồi, ok, và như mình nói nhá, các bạn nhớ này, bạn nào mà muốn theo cái ngành data science này, đây là cái thứ, đây là một kiến thức rất là cơ bản. Các bạn mà trả lời sai câu này thì rất là khó để có thể xin việc nhá. Thì các bạn nếu mà các bạn chỉ tham dự buổi này để kiểu tìm hiểu thôi thì không sao, còn bạn nào mà muốn theo nghiêm túc cái hướng này, đây sẽ những cái kiến thức gọi là vỡ lòng mà các bạn cần phải nắm nhá. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì về phần này không nhỉ? Rồi về về phần nội dung của cái buổi này thì nó cũng chỉ đến đây thôi đúng không, nó chúng ta trải qua một tiếng rưỡi rồi. Thì bây giờ phần cái thời gian cuối thì mình muốn là dành ra để có thể trả lời câu hỏi của bạn. Thì các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi, một cái thắc mắc gì mà về cả ví dụ về cái định hướng này, hoặc là các bạn thấy là có một cái gì đấy mà các bạn nghĩ là mình có thể giúp các bạn được, các bạn cứ hỏi thoải mái. Các bạn có thể bật mic, mà các bạn không cần phải giơ tay đâu, các bạn cứ bật mic, các bạn nói thôi là các bạn có thể chat ở đây cũng được, tùy các bạn thế nào cũng được. Có bất kỳ một cái câu hỏi gì mà các bạn nghĩ là mình có thể giúp các bạn được không? Cho em hỏi là Ừ. vì em mình sản xuất cái ngành đó thì mình là muốn nhảy vào machine learning đó, thì machine learning AI không tiếng của em AI thì bước đầu tiên của em nên đi là nên bước như thế nào vậy à, Thế nhá. chưa mừng tụi năm Ừ, đầu nhá, tiên. ừ, có hai thứ các bạn có thể học song hành. Thứ nhất là học lại các kiến thức về toán như mình nói rồi, đại số tuyến tính này, giải tích này, xác suất này, thống kê này, và những cái kiến thức liên quan đến lập trình. Lập trình thì là lập trình Python, nó rất là dễ thôi. Kể cả các bạn chưa từng lập trình bao giờ thì lập trình Python nó không hề khó đâu. Các bạn học những cái thứ cơ bản như là biến này, những cái toán tử này, vòng lặp này, câu điều kiện này. Cái đấy hai cái đấy các bạn có thể học song song, toán với cả lập trình. Sau khi các bạn học vững ok rồi, các bạn sẽ bắt đầu các bạn có thể học những cái thứ liên quan đến data science machining, tức là các bạn học những cái liên quan đến mô hình này, những cái mô hình trong machine learning này. Thì những cái mô hình này thì nó khóa học cũng nhiều mà video thì nó cũng nhiều, nhưng cái nào các bạn cứ qua được cái bước đầu đã, qua được cái bước mà học về toán đã và học về lập trình cơ bản đã. Sau đó thì những cái mô hình trong machine learning này, thế nào là supervised learning này, unsupervised learning này, cái đấy thì các bạn có cái gốc toán rồi thì học cái đấy nó sẽ không khó đâu nhá. Và Vậy là ông thì em đã xong cái một cái mát foundation game em tin là mình vượt qua được. Chứ rồi rồi mình Python thì em cũng ok, Python tự học dễ mà mát foundation cũng học tự học cũng dễ nữa, nhưng vấn đề là có hai cái đó xong rồi đi đi bước nào tiếp với anh, hay là đi học model về machine learning trước, hay là nhào vô một cái project như là price prediction. Đừng đừng ừ mình khuyên này, đừng có nhào vô project nhá. Các bạn bạn hãy tìm những cái khóa học bài bản nhá. Các bạn bạn không cần thiết các bạn phải học khóa của mình, nếu mà các bạn thấy có một cái nguồn nào, có một cái khóa học nào khác nó tốt hơn khóa của mình thì các bạn cứ học. Nhưng mà tức là
với những bạn mới, các bạn nên tham dự một cái khóa học nào đấy. Tại vì là khi mà các bạn đã tham dự một khóa học ấy, những cái người người ta có kinh nghiệm hơn rồi, người ta sẽ chỉ cho các bạn những cái bước người ta làm là nên như thế nào. Còn các bạn tự mò thì nó sẽ lâu, thực sự là như vậy. Ví dụ ngày xưa nếu mà mình không phải mình học ở trường mà người ta dạy thì nói chung mình tự mò nó sẽ rất là lâu. Thế mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn, nếu mà bạn đã có qua được cái bước foundation rồi, bạn nên học một cái khóa học nào đấy nhá. Đừng có nhảy vào project. Tại vì khi mà các bạn đi học khóa học ấy, người ta sẽ chỉ cho các bạn những cái bước là từ cơ bản, tức là mô hình là nó vì sao lại xây dựng mô hình như này, mô hình này nó có ưu điểm gì, nhược điểm gì, đúng không? Sau đó thì các bạn cứ từ các bạn tích lũy lên, khi mà các bạn có đủ vốn kiến thức rồi, các bạn mới bắt đầu vào project. Thế đừng có vào project ngay từ đầu nhá. Anh ơi cho em hỏi là nếu như học trong, nếu như em đã có cái nền tảng lập trình đi làm ở web và có một cái nền tảng cơ bản của data analytics á, thực ra cái đó thì em chỉ có gọi là phân tích những cái gọi là những cái bài toán như là sử dụng Skimler để mình công cộng hoặc là phân tích cái dữ liệu đơn giản thôi. Thì không biết là ví dụ như em muốn đi theo data thì không biết đăng ký khóa thì nên đăng ký từ cái phần nào? Nếu mà bạn muốn theo khóa mình thì bạn nên đăng ký luôn cái lớp nâng cao của mình. Tại vì cái lớp cơ bản của Thắng ấy là chỉ dành cho những bạn mà các bạn chưa biết lập trình bao giờ, các bạn chưa biết IT gì. Còn nếu mà nghe như bạn tả qua thì các bạn nên học luôn cái lớp, các bạn nên lấy cái lớp machine learning của mình. Thế thì tức là nó là cái lớp nâng cao đấy. Thì trong cái khóa này nó sẽ tập trung hơn vào cái phần mà những cái mô hình này và những cái liên quan đến, ví dụ làm sao để có thể tức là nó liên quan đến dùng đến scikit-learn, làm sao để có thể thực hiện mô hình đấy. Thì bạn thì bạn nếu mà như những cái bạn nói thì bạn đã qua cái level của lớp cơ bản rồi nhá. Nhá. Ồ. Bạn no pieces great này. Bạn cho mình hỏi một tí này, tại vì nhá. Tức là bạn thích học luôn về deep learning đúng không? Tại vì mình thấy hơi bất ngờ, tại vì thường thường các bạn khác thì ok, tại vì thường thường các bạn khác thì những cái buổi mình dạy trước thì hầu hết các bạn sẽ học, sẽ hỏi khóa cơ bản với khóa nâng cao. Tức là khóa cơ bản với khóa nâng cao. Khóa nâng cao thì là khóa thiên về machine learning. Ít bạn hỏi về khóa deep learning, mình thấy hơi lạ chút. Rồi ok. Nhưng mà bạn hỏi, bạn cho mình hỏi chút này, bạn đã có nền tảng về machine learning chưa? Tại vì nhá, deep learning nó sẽ khó hơn machine learning rất là nhiều nhá. Deep learning nó sẽ khó hơn machine learning rất là nhiều. Mình muốn hỏi các bạn là mình muốn hỏi bạn là bạn đang có ok rồi. Tức là thật ra này, cũng không ai là yêu cầu là các bạn phải học machine learning rồi các bạn mới được học deep learning. Tức là không ai như thế, nhưng mà mình cũng chả thấy có ông nào mà ông đấy không biết machine learning mà ông đấy là học deep learning cả. Thế nhưng mà về mặt kiến thức thì mình thấy là nó không có, tức là nó không phải là không phải bắt buộc các bạn phải có machine learning các bạn mới được deep learning. Nhưng mà thường mình thấy người ta học, người ta hay theo cái thứ tự. Ok, thì nếu mà bạn có kiến thức về machine learning rồi, các bạn có thể học được deep learning. Nhưng mà mình phải nói trước các bạn là deep learning nó khó hơn machine learning rất rất là nhiều. Thế mình không biết là cái nền tảng về toán của các bạn như thế nào. Tức là thật ra thì tất nhiên là bây giờ thư viện nó làm hộ hết rồi, nên các bạn cũng, nhưng mà tại vì cái khóa mình thì nó sẽ đòi các bạn phải hiểu vấn đề, nên là không phải là các bạn cứ chỉ ngồi các bạn gọi thư viện là được đâu. Thế ok, rất là thú vị. Lần đầu tiên mình thấy có một bạn, các bạn ấy hỏi thẳng một cái lớp deep learning như này. Rồi ok. Ok. Rồi nên tiếp bạn, nếu mà bạn quan tâm bạn có thể lên là mình qua Zalo nhá. Qua Zalo thì mình sẽ thấy hơn, thì mình sẽ hỏi bạn kỹ hơn một chút về cái background của bạn nhá. Bạn có thể nhá, anh bảo này, cái computer vision ấy đúng không? Cái computer vision là làm việc với hình ảnh đúng không? Tức là đây mình cho các bạn xem thử, đây là một cái project đây là một cái project mình đang làm cho công ty hiện tại. Đây, computer vision cho những bạn nào không chưa biết, đây nó thì mình như này, đúng không? Đây. Đây là cái sân đấu ở cái thành phố gì nhỉ? Tên quên tên rồi, thành phố gì ở Đức đấy. Tức là bên này thì bọn trẻ con cấp 2, cấp 3 là nó được chơi, nó được kiểu chơi thể thao rất là nhiều rồi, tức là nó có sân bóng riêng như này. Đấy thì công ty trước của mình nó cũng làm việc về lĩnh vực thể thao, như công ty hiện tại thì thường bọn mình hay triển khai những cái camera ở những cái sân bóng của bọn cấp 2, cấp 3 như này. Đấy. Sau đó mình sẽ record lại rồi mình phân tích đúng không? Tức là phân tích xem là cầu thủ này, số áo này, từng cầu thủ một là cái performance như nào, tốc độ chạy là bao nhiêu, cái khả năng qua người là như nào, cái khả năng passing là như nào, đúng không? Và thì đây là một cái ứng dụng của computer vision. Thế như này, tức là đối với computer vision nhá thì em sẽ cần phải có những cái kiến thức nó liên quan đến kiểu là hình học một tí. Nếu có nên hình học một tí, hoặc là ý nhất là em có kiến thức về gọi là gì nhỉ? Tức là nếu mà gọi là kiến thức liên quan làm việc đến mảng đa chiều. Đấy, mình có thể gọi là mảng đa chiều. Đấy thì nếu mà em có những cái kiến thức đấy, nó sẽ làm việc với computer vision nó rất là dễ. Thì vì là computer vision là đúng không? Là liên quan đến ảnh. Ảnh, các bạn có thể hiểu nó là ảnh đen trắng thì là ảnh là mảng 2 chiều, còn ảnh màu nó là mảng 3 chiều đúng không? Chiều kênh màu này, chiều cao với cả chiều ngang. Thế thì nếu đúng không? Gì cơ?
Tensor, đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Trong NumPy thì nó gọi là array đúng không? Nhưng mà trong Python về trong TensorFlow thì nó gọi là tensor, đúng rồi. Tức làm việc với mảng đa chiều. Thế thì cái anh nghĩ là kiến thức về mảng đa chiều nó không khó. Cái mảng đa chiều nó không khó thì các bạn mình nghĩ là không cần các bạn phải có là giải toán này toán kia mà mình hiểu đâu, cái kiến thức này nó dễ hơn cái đạo hàm tích phân rất là nhiều. Thế thì về computer vision thì tư duy thì mình nghĩ là nó không có nặng về đấy, nặng cái đoạn mà cả xây dựng mô hình ấy, cái mô hình deep learning. Các bạn biết là có những cái layer như thế đúng không? Fully connected layer này, convolution layer này, back normalization này, activation function này, các bạn kết nối nó như thế nào đúng không? Làm sao mà từ cái input này các bạn ra được cái output như thế kia đúng không? Thì đấy nó là cái tư duy, còn cái xử lý về ảnh nó không khó đâu nhá. Bạn thấy nghe. Anh bảo này, cái đại số tuyến tính ấy, anh còn nói có thể hơi bị ấy tí, tức là nhá, anh thấy với anh là machine learning thì em cần xác suất và thống kê, hoặc không, hoặc là trước hết là em cần có xác suất trước, thống kê thì cũng bỏ qua sau, tại vì thật ra là những cái job data scientist mà anh thấy là cũng không phải cái job nào cũng cần những cái kiểu kiểm định giả thuyết hay là A/B testing đâu. Thế nghĩa là em cần có cái xác suất trước. Thế còn cái mà đại số tuyến tính với cả giải tích ý, thì ok, machine learning cũng cần, nhưng mà anh nghĩ là deep learning nó sẽ cần hơn luôn những cái thứ em làm với ma trận thôi, những cái mảng đa chiều như các bạn vừa bảo là tensor ấy. Tensor nó chính là mảng đa chiều. Đấy, mảng đa chiều thì những cái phép tính này nó cần cái đại số tuyến tính. Và ngoài ra thì cần giải tích những cái thứ mà liên quan đến đạo hàm, tích phân. Vì sao lại như vậy? Thì bài nào nó phải deep learning. Các bạn biết nó có chiều forward và backward. Cái backward nó là cái mà nó tính gradient, tức là nó tính cái đạo hàm ấy. Thì các bạn phải hiểu đạo hàm, các bạn mới hiểu là, tức là không phải ngày xưa các bạn học đạo hàm các bạn thấy là cứ cùng phẩy đúng không? X mũ n đạo hàm thì là n mũ x mũ n nhân x mũ n trừ 1 đúng không? Chứ thể học phé thế, nhưng mà thực ra ấy, cái đạo hàm, cái tích phân nó có rất là nhiều những cái ứng dụng, nó có rất là nhiều cái ứng dụng. Nhất là các bạn học về deep learning mà các bạn mà tốt, tất nhiên là các bạn không cần phải ngồi tính đạo hàm tay đâu. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu là cái đạo hàm này nó có cái ý nghĩa là gì. Đấy. Gì nữa à? Học về ML. Có thể cái MLOps nó là cái phần mà nó liên quan đến deployment là nhiều hơn rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm sao các bạn làm sao để khi mà các bạn muốn xây dựng, các bạn muốn chơi một cái mô hình mới, các bạn không cần phải làm lại những cái bước từ đầu đâu, các bạn chỉ cần một hai cái click là xong thôi. Cái nó liên quan đến cái phần deployment hơn, nó liên quan đến cái phần engineer nhiều hơn. Thế còn những cái mà liên quan đến toán tiết các thứ thì nó nằm về cái việc mà làm sao các bạn hiểu được cái mô hình đấy rồi nhá. MLOps nó là cái phần nó liên quan đến cái đoạn triển khai nhiều hơn nhá. Không cần phải code thật giỏi đâu bạn. Code bản thân mình thì mình tức là nó là gì nhỉ? Mình thì nghĩ là mình nó tầm mình là cái tầm, tức là cũng chả phải siêu giỏi, có rất nhiều người ta giỏi hơn mình mà cũng chả phải loại rốt. Thế thì những cái mà ví dụ là những cái kiến thức mà liên quan đến cấu trúc dữ liệu và giải thật chẳng hạn, các bạn mà có thì tốt. Tại vì thi thoảng nha, ví dụ là lúc mình làm thi thoảng có những cái kiến thức liên quan đến danh sách liên kết đơn này, danh sách liên kết đôi này, mảng này, đống này, thì nếu mà bạn nào mà có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thật ấy, thì các bạn sẽ đỡ phải ngồi các bạn đọc lại. Còn nếu mà các bạn không biết thì đến lúc các bạn Google thôi cũng chả vấn đề gì cả. Kiến thức về toán thì các bạn ví dụ cái khóa của mình, tại vì là từ trước đến giờ các bạn học, các bạn mà đăng ký trước cái khóa mình ấy, các bạn ấy đều nói là những cái khóa ở ngoài nó nhiều về toán, có nhiều lý thuyết quá, nên cái khóa của mình không có động cái đoạn tám lý thuyết nhiều đâu. Chỉ có phần nào mà thực sự cần thì mình mới cho, đây không phải là về PR nhá, nhưng mình nói là những gì thực sự cần thì mình cho vào. Ví dụ như này, các bạn học những cái khóa ngoài, các bạn học về ma trận chẳng hạn, người ta sẽ nói gì? Ma trận, người ta sẽ nói về rank của ma trận này, định thức của ma trận này, vết của ma trận này, ma trận chuyển vị này, ma trận nghịch đảo này, rất là nhiều thứ, là những cái là singular value decomposition, cái SVD ấy, đúng không? Nhưng mà trong thực tế mình làm, mình chả bao giờ mình thấy dùng cái đấy cả. Mình chỉ liên quan, mình chỉ cùng lắm mình dạy các bạn là cộng trừ nhân chia ma trận chấm hết, tức là chiều cái nào mà thực sự cần thì mình mới cho vào. Thì mình không có, mình chỉ dạy cho các bạn những cái lý thuyết nào mà các bạn cần để các bạn đi phỏng vấn thôi. Có những cái lý thuyết nào mà cần để các bạn qua môn trên trường thì mình sẽ không ấy. Những cái mà học kiểu rất là chuyên sâu về ma trận, những cái liên quan về kiểu gọi là gì nhỉ, gọi là cái kiểm định giả thuyết chẳng hạn, những cái thứ mà phục vụ nhiều cho cái việc thi qua môn thì mình không có ấy. Mình chỉ dạy cái nào mà mình thấy là qua quá trình mình đi làm mình thấy thực sự cần thì mình mới dạy thôi. Còn những cái khác thì cái của mình nó không có nặng về lý thuyết đâu nhá. Có bảo có câu hỏi gì nữa không? Và thời gian như này bạn, bạn nói đi. Nếu việc đánh giá về cái tiềm năng về cơ hội việc làm trong 1 đến 2 năm tới ở trong nước cũng như nước ngoài. Rồi ok rồi, mình trả lời câu hỏi này ngay. Mình và Thắng là em trai mình, Thắng thì bài phụ trách cái lớp cơ bản. Còn mình thì Thắng thì cũng học ở Đức, nhưng mình học ở Đại học Weimar giống như mình. À xin lỗi, Đại học Weimar, còn mình học ở TU Munich, tức là Đại học ở Đức này. Bọn mình có một cái nhược điểm này là bọn mình không có nhiều thông tin về cái thị trường việc làm ở Việt Nam. Tại vì là
mình 8 năm nay mình ở nước ngoài, 8 năm nay mình ở Đức rồi, mình không biết thị trường ở Việt Nam nó như nào. Thực sự đây là một cái nhược điểm của bọn mình. Tức là gì? Bọn mình có thể giúp các bạn là chuẩn bị CV này, chuẩn bị cover letter này, những cái thứ mà các bạn thấy là liên quan đến du học các thứ, hoặc là những cái thứ liên quan đến machine data science AI. Nhưng mà về cái thị trường việc làm ở Việt Nam thì mình hoàn toàn mù tịt, vì bản thân mình chưa từng có bất kỳ một ngày nào mình làm việc ở Việt Nam cả. Thắng thì ngày xưa trước khi sang đây, Thắng có 3 năm làm ở front end ở Việt Nam rồi thì không nói làm gì. Nhưng mình thì mình hoàn toàn mình không có bất kỳ một tí information gì về cái... nếu mà hỏi về ở nước ngoài như này thì bây giờ mình thấy là cơ hội việc làm về AI data center nó vẫn rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi cao hơn. Ví dụ như cái hồi ngày xưa mình xin việc thì nó đòi hỏi ít hơn, bây giờ có những thứ như kiểu chat GPT các thứ thì những cái job như kiểu intern ấy nó đòi hỏi cao hơn. Thế còn ở Việt Nam thì mình không rõ lắm, nhưng mà mình tham dự những cái group trên Facebook thì thấy là người ta vẫn cái nhu cầu nó rất là nhiều luôn. Mình thấy là những cái viện nghiên cứu, không phải viện nghiên cứu, viện của Zalo này, của đúng không, của Zalo này, của Vin này đúng không, hoặc của Viettel, nhưng mình thấy là người ta vẫn tuyển kỹ sư AI rất là nhiều. Mình thấy rất là nhiều, thực sự là mình cũng rất là mong muốn là trong tương lai có một cái khoảng thời gian thích hợp đấy, mình rất là muốn về thử làm ở môi trường ở Việt Nam một thời gian xem như thế nào. Thế nhưng mà đấy, như mình nói về là thật mạng là cái gì mình biết thì mình nói, còn những cái liên quan đến thông tin về thị trường lao động Việt Nam thực sự là mình mù tịt. Mình tin chắc là các bạn đây, các bạn đều biết nhiều hơn mình, chắc chắn là như thế. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì nữa không nhỉ? À, mình có một cái điều nhỏ này nhá. Mình khuyên những cái bạn nào mà các bạn đang có cái ý định là các bạn sẽ đi du học ấy, hãy thử consider sang Đức thử nhá. Tại vì là nếu mà các bạn nhà các bạn có nhiều tiền, các bạn sang Anh cũng Mỹ là ok rồi. Còn đừng sang Nhật với Hàn. Sang Nhật với Hàn bạn mình sang toàn phải đi vào phòng lab của giáo sư thôi. Tức là hầu hết thời gian gọi là đi học nhưng mà có được học đâu, toàn phải làm. Tức là kiểu win-win, mình thì có cái bằng mà giáo sư thì được thuê nhân công giá rẻ. Sang Đức các bạn được free học phí, mỗi một năm các bạn sẽ chỉ cần tốn khoảng tiền ăn ở, nó rơi vào khoảng 200 triệu thôi. 200 triệu các bạn so với những nước Anh cũng Mỹ là nó nhỏ hơn rất là nhiều. Học phí thì các bạn hoàn toàn có free. Bên này các bạn không cần phải lo học bổng, tại vì tất cả các cái trường công nó đều free cả. Mình và Thắng đều đi học chả tốn xu nào cả. Thế, các bạn mà đi sang Anh cũng Mỹ, các bạn mà muốn được học bổng các bạn phải rất là giỏi. Các bạn phải vượt qua rất nhiều người. Còn sang những nước, không phải mỗi Đức đâu, có một vài những nước khác, châu Âu khác người ta cũng miễn học phí. Thế các bạn có thể tìm hiểu trước. Thế mà mình thấy đi bên này nó rất là ok, môi trường làm việc rất là tốt. Bên này xin việc IT rất là dễ luôn. Mình không biết ở Việt Nam xin việc IT nha, bên này xin việc IT rất là dễ luôn. Tất cả khi mà các bạn search những cái job trên những cái trang job hunting ấy, job về IT rất là nhiều. Em nghĩ là nếu master thì có thể là bên Đức miễn phí. Mỹ Anh thì căng. Không em ơi. Barcelona. Ừ, em có sang học từ cấp 3 em vẫn được miễn phí, bên này là miễn phí từ mẫu giáo cho đến Em nghĩ là với bên bên Mỹ nó free luôn. À, ok, ừ, PhD thì mình, ừ, PhD thì mình cũng chưa nghiên cứu, mình thì mình chỉ muốn học lại master thôi, PhD nó cao quá rồi. Ừ. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì nữa không nhỉ? À, xin chào. Đây, rồi, ok, nhá, bản thân mình, ngày xưa hồi mình học ở TU Munich, mình học về cái mảng là Deep Learning for Computer Vision đó. Chuyên môn của mình, cái mà mình thích hơn là Deep Learning. Nhưng mà vì sao mình phải có cái khóa Machine Learning là tại vì là kiểu nói về kỹ sư AI hoặc là Data Scientist mà chỉ biết Deep Learning mà không biết Machine Learning nó buồn cười lắm. Nên là tất cả các bạn mà các bạn hầu như các bạn học khóa mình là đều qua cái lớp Machine Learning rồi mới lên Deep Learning. Thế này, sự khác biệt giữa NLP và Computer Vision là như thế này. NLP là làm việc với text, Computer Vision là làm việc với ảnh, đúng không? Thì ngày xưa hồi mình học ở TU Munich mình làm việc với ảnh, thì vì sao? Thì với mình, các bạn thấy là qua tức là mình có một cái điểm yếu, đó là cái đoạn mà giao tiếp, mình không mạnh về giao tiếp. Mình thì thích ngồi mình làm code thôi, mình không thích và phải nói chuyện nhiều, mình không thích là phải trình bày với stakeholder, với khách hàng các thứ, mình đấy mình không giỏi. Và tức là ngoại ngữ của mình cũng không tốt. Ngoại ngữ mình chỉ đủ để dùng thôi, tức là đấy các thứ công việc thôi, còn ngoại ngữ mình không tốt, mình không thích giao tiếp. Thế nên là những cái thứ mà ngoại ngữ mình cũng không giỏi. Thế nên các bạn là nhà bảo này, làm về NLP bây giờ mình đang ngồi ở Đức. Dữ liệu thì tất nhiên là có cả tiếng Anh nhưng mà nó có rất là nhiều tiếng Đức. Thế bây giờ là các bạn làm về NLP, tức là 2 năm đầu lúc mà mình mới ra trường, thì hồi đấy là 2018, những cái job về computer vision nó chưa nhiều, nên là hồi đấy mình mới ra trường, mình cũng không thể nào mà mình chờ bao giờ đến cái job ưng ý mình mới nhận được. Thế là khoảng 2 năm rưỡi đầu mình làm về NLP, nhưng mà thực ra mình thấy mình không hợp, tại vì là NLP nó toàn về tech. Tech thì mình thấy nó khô khan. Thứ hai là bạn phải biết cái ngoại ngữ đấy, đúng không? Nó là tiếng Ba Lan hoặc là nó là tiếng Đức, bạn phải biết tiếng đấy. Thế còn ảnh với computer vision thì nó khác. Ảnh thì ông Việt Nam, ông Đức, ông Mỹ, ông Anh chụp đều như nhau cả. Với ảnh thì các bạn không cần ngôn ngữ. Và thứ hai là mình thấy mình trực quan hóa cái kết quả với computer vision nó dễ hơn, đúng không? Với NLP rất là khó để các bạn có thể trực quan hóa cái kết quả của các bạn. Nhưng mà computer vision thì các bạn show ra rất là dễ, đúng không? Xe nó chạy qua, các bạn detect được cái xe, các bạn detect được cái biển xe, thế là xong rồi, đúng không? Thế với bản thân mình,
Nhưng mà ngày xưa với Thắng thì cái hồi mà ngày xưa tại vì mình ra trường xong Thắng mới đi học thì hồi đấy mình cũng khuyên Thắng là làm về Capital Vision, nhưng mà Thắng thì nói chung là Thắng lại làm nhiều về mảng NLP hơn. Thế thì hai cái sự ưu tiên này thì về mặt mô hình thì nó như nhau, các cái mô hình trong machine learning và deep learning, cái nào dùng được cho NLP thì nó cũng cần, thì nó cũng dùng được cho computer vision cả. Thế thì này nó khác nhau, chỉ có là các bạn thích cái nào hơn thôi. Bạn nào mà thích về ngôn ngữ, thích về giao tiếp thì bạn nên chọn NLP, bạn nào mà thích về hình ảnh như mình thì bạn nên về computer vision. Đấy, còn về mặt kiến thức toán các thứ thì như nhau cả, tất cả những cái gì nó áp dụng cho, đúng không, machine learning hay là deep learning nó chỉ là cái mảng, nó chỉ là cái phương tiện thôi, còn cái NLP hay là computer vision nó là cái ứng dụng, thậm chí là những cái mô hình nó có thể dùng cho cả bên audio nữa, tức là dữ liệu không phải là chỉ có text, không phải chỉ có ảnh mà nó có cả audio nữa, đúng không? Thì các bạn học là các bạn học về cái mô hình, còn mỗi khi bạn có cái mô hình các bạn nắm chắc rồi thì nó chỉ khác nhau là các bạn tiền xử lý nào thôi, đúng không? NLP là dữ liệu text, là các bạn tiền xử lý là các bạn sẽ biến nó thành dữ liệu hai chiều. Thế còn ảnh các bạn xử lý nó thành dữ liệu 3 chiều. Thế còn nếu mà nó là video thì nó sẽ là dữ liệu 4 chiều, đúng không? Chiều kênh màu, chiều cao, chiều rộng và chiều thời gian, đúng không? Cách xử lý nó khác nhau thôi, còn mô hình nó vẫn y chang như thế. Rồi, ok, lúc nào có câu hỏi gì? Audio là 3 chiều đúng không? Audio á, audio thường thường mình cũng chưa làm bao giờ, mình cũng không biết là audio nó bao nhiêu chiều, mình biết là có cái mảng thôi. Nhưng mà audio thì ra so với NLP về computer vision thì audio nó ít job lắm. Mình từ trước giờ mình bên này mình thấy có đúng hai công ty nó làm về audio thôi, mình cũng không biết là audio nó là mấy mấy chiều nữa, mình chịu. Rồi, ok, có nào có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Cho em hỏi là tại vì công kỳ vì AI mới dùng tại vì computer vision là nhánh trong cái digital signal processing á, thì mình thấy cái chuyển vọng nghề nghiệp của digital signal processing nó như thế nào anh? Xử lý tín hiệu số á, xử lý tín hiệu À số đúng rồi. nó có cái gì nhỉ? Tức mình không hiểu, tức là ý bạn là computer vision với xử lý tín hiệu số nó liên quan gì với nhau á? Tại vì computer vision là cũng là một cái dạng image processing, cũng nhánh trong cái digital signal processing á. Một cái là tín hiệu là những cái tín hiệu, tức Có là đôi hai đúng không? Đôi hai là trong cái image bạn nói lại đi, cái từ mình nghe không rõ, bạn bảo gì cơ? processing á. Đôi hai cái câu cái chat GPT mà xử lý ảnh á, hay là Midjourney á. Xử lý. Nhưng mà này nhá, tức là cái mảng, tức là nó liên quan đến image processing đúng không? Thế còn cái xử lý tín hiệu số của bạn, nó là cái xử lý tín hiệu, nó là cái tín hiệu viễn thông ấy, cái tín hiệu mà truyền đi truyền lại, cái tín hiệu mà người ta truyền trên mạng viễn thông ấy đúng không? Thì nó mình nghĩ là cái computer vision ok, tức là có thể là nó nén dữ liệu cho nó truyền đi, nhưng mà cái computer vision trong deep learning thì nó là cái khác, là một cái là đúng cái của bạn đã nói là làm sao để truyền cái bức ảnh đi từ mạng A sang mạng B đúng không? Còn đây là làm sao để chúng ta có thể xử lý được cái ảnh trong cái máy hiện tại thôi đúng không? Làm sao để chúng ta có thể xây dựng mô hình dựa trên cái ảnh đấy thì tức là ảnh thì nó áp dụng ở ở ở nhiều cái mảng được đúng không? Trong mảng xử lý tín hiệu thì chúng ta truyền ảnh đi, còn đây là chúng ta không có truyền đi đâu cả, chúng ta chỉ dùng nó để chúng ta xử lý thôi. Các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Hoặc là có bạn nào mà câu hỏi câu trả lời của mình mà nó chưa có các bạn nó chưa có clear thì các bạn có thể hỏi lại nhé. Thì như này, theo kinh nghiệm của mình, tức là mình bắt đầu đi học từ hồi, tức là cái hồi mà mình bắt đầu học ấy, thì nó có một cái may mắn là hồi đấy là những người ta, tức là hồi đấy AI nó chưa có nở rộ như bây giờ, nên là hồi đấy cạnh tranh nó ít, còn bây giờ thì mình cạnh tranh nó nhiều hơn. Nhưng mà dù cạnh tranh hay không thì chúng ta vẫn phải học thôi. Cạo cái AI đấy, các bạn thích học kiểu nhanh cũng có, thì các bạn thích học kiểu lâu cũng có. Học kiểu nhanh thì các bạn chỉ học có ngồi code thôi, bây giờ thư viện các bạn chỉ gọi ra hàm thôi, nhưng mà các bạn sẽ không được hiểu được bản chất. Còn mình thì mình vẫn luôn muốn là đi cái đường nào mà nó tức là không đến mức là cái gì cũng phải học, nhưng mà học những cái gì nó cần thiết. Thì AI nó là một cái lĩnh vực khó, thực sự là như vậy. AI nó là một cái lĩnh vực khó, nó là trend thật nhưng mà nó cũng khó nữa, nên là nếu mà các bạn muốn học AI các bạn phải rất là quyết tâm, bạn rất là quyết tâm. Bản thân mình thì tất cả những cái kiến thức, ví dụ là tha thì những cái mình nói thật là với bạn là những cái kiến thức mà mình dạy trong những cái lớp của mình ấy là hầu hết nó đến từ cái quá trình mình đi làm, chứ ít trong chỗ này nó đến từ quá trình mình đi học lắm. Tại vì là quá trình mình đi học thì nó có thể gọi là trường tốt, nhưng mà thật ra là nó cũng là kiểu giảng viên chỉ có dạy lại theo bài giảng thôi, tức là trên slide có cái gì ông ấy đọc lại như thế thôi. Thế nếu mà trường tốt hơn trường thường, nó chỉ có là đầu vào của sinh viên nó tốt hơn, máy móc nó tốt hơn. Ví dụ là trường ngày xưa của mình cái hồi từ 2015 2016 đúng không, trường cho bọn mình rất là cô máy có rất là nhiều các đồ họa để mình có thể chơi mô hình, tức là nếu mà bình thường bắt mình tự mua thì mình làm gì, mình có tiền mình mua đâu. Thế còn nhưng mà hầu hết những cái kiến thức mà mình dạy trong tất cả những cái lớp của mình là hầu hết trong đấy mình có thể nói là 90% nó đến từ cái quá trình mình đi làm.
Mình thấy nó là như thế. Thế còn cái kiến thức trong quá trình đi học thì nó nhiều lý thuyết lắm. Những cái trường như kiểu bên này, mình không biết là ở Việt Nam nha, mà bên này những cái trường kiểu những cái trường kiểu university nó nặng về lý thuyết lắm. Học về ma trận này, học về đấy, những cái thứ liên quan đến ma trận rất là nhiều, không đi đi làm cũng chả dùng mấy. Ok, các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Có cho mình hỏi giữa cái thị trường lao động giữa cái data scientist với data engineer thì nó như nào? Nhá, Có thể ở châu nhá, Âu cũng được. ừ. Data engineer là những cái người người ta xây dựng nên data warehouse, database để cho data scientist và data analyst người ta lấy dữ liệu về. Thì cái ai mà theo một cái mảng data engineer thì người ta cần biết những cái thứ về 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 về, về gì nhỉ? Về SQL này, về ETL này đúng không? Extract, transform, về load này. Về data engineer thì lại không cần phải biết về deep learning, cũng không cần phải biết về data science, cũng chẳng cần phải biết về machine learning đúng không? Tên thì gọi là data thôi, nhưng mà tức là đây là những người người ta chuẩn bị dữ liệu để cho những cái ông khác, ông data scientist, data analyst, machine learning engineer người ta lấy dữ liệu về. Thế tức là nếu mà bạn muốn theo cái hướng data engineer ấy, các bạn hoàn toàn không cần phải học gì về machine learning hay là data science cả. Các bạn chỉ học những cái thứ liên quan đến engineer nhiều hơn. Đấy, liên quan đến Docker này, rồi những cái thứ mà xây dựng system các thứ thì cần nhiều hơn. Thế còn data scientist thì đấy là các bạn sẽ cần phải học về data science này, machine learning này. Ok, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Ok, thế nếu mà không có ai Mình nhắc lại về một chút thì nãy giờ mình thấy có một số bạn có gửi tin nhắn, gửi email cho mình để hỏi về các cái khóa học, thì bạn nào mà muốn hỏi thêm gì về khóa học mình chắc là các bạn cứ trao đổi qua Zalo của mình trên này thì mình sẽ trao đổi tiện hơn. Nếu mà hỏi qua email thì trả lời qua lại cũng hơi bất tiện một chút. Vậy thì nếu mà bạn nào mà có muốn hỏi gì thêm về các cái lớp học của mình tiếng Việt thì các bạn cứ liên hệ qua cái Zalo ở góc trên bên phải của slide ấy. Đấy thì mình sẽ trao đổi cụ thể hơn với các bạn nhé, vì lớp bọn mình thì sẽ phân theo trình độ với cả tùy vào mục đích của mỗi bạn thì sẽ có cái lộ trình khác nhau. Thì bạn nào mà có quan tâm thì bạn phải liên hệ qua Zalo của mình để mình tiện trao đổi hơn. Ok. Ok, bây giờ ở Việt Nam là sắp sang ngày mới rồi nhỉ? Ok, buổi này kéo dài hơn dự kiến lâu quá nhỉ? Ok, thế nếu mà các bạn sau buổi này các bạn có bất kỳ cái gì các bạn câu hỏi, các bạn có thể trao đổi mình qua Zalo như là Thắng vừa mới nói rồi. Cái số này thì cả hai đứa mình bọn mình đều truy cập vào cả, nên là các bạn gửi ấy là cả hai người cùng nhìn thấy cả nhá. Mình rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để các bạn theo dõi cái buổi này. Mình biết là buổi thứ chủ nhật các bạn rất là mệt rồi, mai các bạn phải dậy các bạn đi làm. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Mình hy vọng là trong tương lai nếu mà chúng ta có thể có dịp chúng ta gặp nhau, chúng ta giúp đỡ nhau thì nó rất là tốt. Còn thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi buổi này. Thế mình rất là cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn có một tuần mới làm việc vui vẻ nhé. Ok, bye mọi người nhé. Ok, rồi, rồi, ok, Hiển, rồi. Ok. Ok, bye mọi người nhé. Bye bye. Bye bye mọi người nhé.